Sư huynh A Sư huynh tập 81, thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đệ tử tu đạo đã có chút thành tựu, lại ham thanh tịnh trong núi, vọng tưởng con đường trường sinh, gần như quên mất sứ mệnh đó. Thỉnh tinh quân trách phạt Lý Trường Thọ thu hai tay vào trong ống tay áo, cười nói, nếu không phải cha ghi chép tại Bách Phàm Điện, ngươi cách mỗi 10 năm trở về Trần Đường Trấn một lần, trách phạt này đã sớm rơi xuống. Tu hành theo đuổi trường sinh vốn là chuyện bình thường, chẳng qua hiện nay thiên đạo vận chuyển, Nam Châu sẽ có kiếp nạn, e rằng sẽ có yêu ma làm loạn nhân gian. Ngươi lại ở trong núi chuẩn bị một chút, liền đi Nam Châu một chút. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ép ngươi làm quyết định gì. Số phận tương lai của ngươi nằm trong tay của chính ngươi. Vâng. Lý Tĩnh định thanh đáp ứng, trong mắt mang theo vài phần hổ thẹn. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ đầu vai Lý Tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một túi cẩm nang, đưa cho Lý Tĩnh. Trong này có một ít đan dược, một chút thần thông, binh pháp cơ bản, cùng với một ít tạp thư, xem như lễ vật của ngươi. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, năm đó là ta âm thầm an bài ngươi vào độ tiên môn, tất nhiên là vì muốn bồi dưỡng ra một vị hậu bối đỉnh thiên lập địa, dám nói dám hành, có đảm đương, có quyết đoán cho nhân giáo. Ngươi chỉ cần nhớ rằng, tu vi cao thấp cũng không phải là nhân tố quyết định vị trí đứng của một sinh linh trong thiên địa, mà là phẩm cách. Nói xong, Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, quanh người nổi lên một chút sương mù, cỗ đạo nhân giấy này biến mất không còn tăm tích. Lý Tĩnh cầm cẩm nang, đứng tại kia sừng sốt một hồi, cảm thấy mình như thể đang ở trong một giấc mơ. Nhị đệ tử thánh nhân nhân giáo, nhị thiên đế quyền thần thiên đình, chuẩn đạo lữ của Vân Tiêu tiên tử, hủy diệt giả yêu tộc, người nhất quan tài phương Tây, khắc tinh của Nhiên Đăng đạo nhân, chính là người áo đen chỉ điểm y thần thông đấu pháp trong 3 tháng này. Lưu quang xung quanh lại xuất hiện, tất cả trưởng lão độ tiên môn xông tới, đầu tiên là chúc mừng một hồi, lại nhao nhao đổ dồn ánh mắt vào bên trên cẩm nang trong tay Lý Tĩnh. Một vị trưởng lão thấp giọng nói, Lý Tĩnh, trong này thế nhưng là có điển tịch của Thái Bạch tinh quân. Ngươi xem, phải chăng có thể sao chép một bộ phận, có thể sao chép, đặt ở trong đạo tạng điện, để cho nhóm môn nhân đệ tử mở mắt một chút. Lý Tĩnh vội vàng đáp ứng, Lý Trường Thọ xuất thân từ độ tiên môn, y tất nhiên là rõ ràng, nhưng mà, mở cẩm nang ra, Lý Tĩnh dùng tiên thức thăm dò bên trong, không nhịn được trên trán treo đầy vạch đen, cái này, sao thế? Có một vị nữ thiên tiên cẩn thận phát hiện ra dị dạng của Lý Tĩnh, vội nói, nếu có chỗ bất tiện thì thôi, vẫn là lấy mệnh lệnh của Thái Bạch tinh quân làm chủ, ngược lại không phải như vậy. Lý Tĩnh trầm ngâm một tiếng, lấy một số ngọc giản bên trong ra, dùng tiên lực xếp thành một hàng, để lộ tên trên đó. Chúng tiên định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, chỉ thấy tiêu đề trên đó đều là công cha như núi, làm thế nào để trở thành một người cha thành công, người cha nên đóng vai trò gì trong sự trưởng thành của con cái, hãy là một người cha tốt và kiên nhẫn, làm thế nào dưỡng thai. Đêm hôm ấy, phía sau núi Phá Thiên Phong độ tiên môn im ắng, một đám trưởng lão chấp sự chuyện gì cũng không làm, chỉ đi đi lại lại xung quanh Lý Tĩnh. Trong rừng cuối cùng, một vị trưởng lão hơi trẻ tuổi một chút vỗ tay hô to, bần đạo đã suy nghĩ rõ ràng. Như thế nào? Suy nghĩ rõ ràng liền mau nói, Thái Bạch tinh quân có thâm ý sâu cỡ nào? Thái Bạch tinh quân là đang ám chỉ. Trưởng lão này mặt mày hớn hở, cười nói, ám chỉ chính mình đã có thể trở thành một người cha ưu tú, đã có thể viết ra dạng kinh văn điển tịch này. Nói một cách khác, Lý Tĩnh, cơ duyên của ngươi đã đến. Lý Tĩnh ngoạo đầu, trên trán tràn đầy dấu chấm hỏi. Chúng tiên bừng tỉnh đại ngộ, ném ánh mắt hâm mộ đối với Lý Tĩnh. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Đần. Có lão đạo dùng phất trần vỗ nhẹ vào đầu Lý Tĩnh. Lần sau gặp được Thái Bạch tinh quân, trực tiếp gọi một tiếng phụ thân, mọi thứ sẽ rõ ràng. Tiên nhân xung quanh từng người cảm khái Lý Tĩnh phúc duyên không cạn, nhưng Lý Tĩnh lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Thái Bạch tinh quân, là ý tứ này. Tại Thiên Đình, Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ thông qua đạo nhân giấy, dưới mặt đất nhìn chăm chú một màn này, trên trán treo đầy vạch đen. Quên đi, đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này, còn có rất nhiều quân cờ, chờ hắn đẩy một cái. Năm tháng đi qua không dấu vết, sát kiếp càng trở nên tiếp cận. Sau chuyện đại pháp sư Phong Hoa Tuyết Nguyệt hơn 30 năm, Lý Trường Thọ ở trong thiên địa không ngừng quan sát, cẩn thận ra tay, hao phí một lượng lớn thời gian, chôn xuống quân cờ có hạn. Ví dụ như, hắn tìm được tung tích của Tiêu Thăng Tào Bảo, người chấp trưởng Lạc Bảo đồng tiền nguyên bản, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, cũng không động vào hai vị tán tu rõ ràng đã thành kiếp hôi đơn thuần này. Bây giờ thiếu đi Nhiên Đăng đạo nhân, Tiêu Thăng Tào Bảo chỉ là kim tiên đạo nhân bình thường mang theo phúc nguyên đơn thuần, tu vi không tệ, từ 3000 thế giới trở về Ngũ Bộ Châu, tìm kiếm kỳ ngộ mà thôi, cũng không thể bởi vì tội lỗi ở chiều không gian khác mà phán xét bọn hắn. Lại nói, trong phong thần đại kiếp, tiên thần trà trộn trong phàm tục trinh phạt, lại có tội tình mà trách chứ. Còn có một ít quân cờ, là Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy, có thể ảnh hưởng, lại không muốn động. Ví dụ như Văn Trọng xiển giáo, cùng với không ít tiệt giáo đời 3, đệ tử đời 4 Văn Trọng giao hảo lúc này đã xuất hiện ở quanh người Văn Trọng, trong đó không ít đã có khí vận ra thân. Khí vận này, tương đương với thiên đạo đánh dấu, cũng không phải là chuyện tốt gì. Lý Trường Thọ đã là cảm nhận được, sự cấp bách phong thần đại kiếp càng ngày càng tới gần, càng là tại loại thời điểm này. Hắn càng không thể bối rối, dù sao kể từ khi chính mình bắt đầu tu hành, đã mưu tính mấy trăm lần, vì khoảng thời gian này chủ yếu là trước đây, cũng không nghĩ tới, chính mình có thể ở vào vị trí như bây giờ. Ở trong những năm này gần đây,
Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn muốn đi lục đạo luân hồi bàn nhìn, nhưng dưới đáy lòng lại vẫn luôn né tránh ý tưởng như vậy không có gì khác. Hắn có chút không biết nên đối mặt với sư phụ như thế nào, càng sợ sau khi rời đi, liền trở thành tiết điểm sư phụ đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế đã không phải nguyên bản, mà là hai sự cộng hưởng khác nhau của cùng một chân linh. Lý Trường Thọ không muốn thảo luận về ý nghĩa của sinh linh, nhưng hắn biết được, Khương Tử Nha mà sau này chính mình nhìn thấy kia, coi như khuôn mặt và hình dáng giống như sư phụ, đều đã không phải là vị chọc tiên chán nản năm đó. Nếu như đạo tổ sư tổ nói dối, thiên đạo cũng không phải là, vào lúc chính mình thành tiên kiếp mới phát hiện ra chính mình như vậy, sư phụ đi tìm chính mình, thu làm đệ tử, cũng là ở dưới sự an bài của thiên đạo lắc đầu. Lý Trường Thọ khu trục những ý nghĩ từ đáy lòng này, tránh cho ảnh hưởng đến củng cố đạo tâm vẫn là, ngẫm lại một ít chuyện làm cho người ta vui vẻ, chẳng hạn như một phong thư Vân Tiêu gửi trước đó, lời tâm tình giả dích trong đó, đối với nàng mà nói đã là, tương đối táo bạo. Ngẫm lại ở bên trong 3000 thế giới, Lâm Thiên Điện hát vang tiến mạnh, tự thân cấp tốc bành trướng, hệ thống trưởng thành cũng đã nhận được kiểm nghiệm, đủ để hiệp trợ thiên đình quản lý bên ngoài ngũ bộ châu. Suy nghĩ lại một chút, trước đây Di Lặc vừa mới vừa hiện thân tại 3000 thế giới, lập tức liền không may gặp thiên phạt, bị thiên lôi bổ, giấu kín hành tung một lần nữa hư bồ đề, mang theo danh hào tội tiên thiên đình truy nã, tại một chỗ Hương Hỏa thần quốc bị cao thủ tiên minh vây công, cuối cùng chật vật chạy trốn. Còn có Tứ Hải Long cung kia, đoán chừng là mấy vị Long Vương suy nghĩ kỹ càng, cho tín hiệu liên thủ gây sự, chính mình phóng xuất ra, liên quan tới chỉnh lý nội bộ Long tộc, cũng lấy được tiến triển mang tính then chốt. Còn có Lý Tĩnh mong nhớ gọi phụ thân, kia, chảm yêu trừ ma tại danh giới Nam Thiệm Bộ Châu, danh tiếng lẫy lừng, đạo cảnh tự thân cũng ở bên trong đấu pháp cấp tốc tăng lên loại, thành viên đoàn nhân vật chính đại kiếp này, đột phá đạo cảnh liền đơn giản giống như uống nước. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, ném ánh mắt hâm mộ, dù sao đến cảnh giới giống như hắn. Nhất là vào sau khi gián tiếp tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí, đạo cảnh tăng lên đã là tốc độ như rùa, không sai biệt lắm phải 2-3 năm mới có thể đốn ngộ một lần. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ lại chuyện đã qua, chính mình so sánh với nhóm thiên chi kiêu tử, này, đến cùng kém cái gì? Vì sao bọn họ được khí vận thiên đạo gia trì, bình cảnh một đường bật đèn xanh, còn không bằng tốc độ tu hành của chính mình ở độ tiên môn năm đó, hả? Giống như chỗ nào có chút vấn đề tính toán thời gian, chính mình cũng nên mang theo Ngọc Đế Bệ Hạ đi các nơi đi bộ một chút. Tìm kiếm nhóm ứng cử viên chính thần đầu tiên, duỗi lưng một cái, bản thể Lý Trường Thọ từ bên trong mật thất dưới đất số 3 phiêu trở về mật thất dưới đất số 1, liếc nhìn ngay Linh Nga đang tu hành, bình tĩnh bay đến đan phòng. Về mặt vừa mới đến đan phòng, Lý Trường Thọ thình lình nghe tiên thức kêu gọi, sư huynh, hắn vô thức đáp ứng, cúi đầu nhìn về phía Linh Nga trong mật thất dưới mặt đất, đã thấy phía sau Linh Nga hiện ra một quyển sách kia đang chậm rãi lật qua lật lại, rất tự nhiên lật tới một trang cuối cùng, chậm rãi khép lại, sau đó quyển sách này từ từ bay lên. Ở trên đỉnh đầu Linh Nga hóa thành một đóa hoa sen màu hồng, trong đó phun ra đạo đạo ý cảnh huyền diệu bên trong hoa sen, đồ án song ngư xanh trắng xoay chậm chậm thái thanh đạo làm cơ sở, ổn tự kinh làm dẫn. Linh Nga chi đạo đã thành thục, đạo này cũng không phải đại đạo khắc sâu gì đó, nhưng Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời lại có chút không quá có thể hiểu được ở dưới ảnh hưởng của hắn, đạo của Linh Nga cũng có quan hệ với cân đối, nhưng lại không phải đại đạo cân đối của hắn, càng tiếp cận với đạo lý âm dương hòa hợp. Trước tiên mặc kệ đạo của Linh Nga cụ thể ra sao, uy lực như thế nào, nếu như cần nàng ra mặt đấu pháp, đại đạo mạnh hơn cũng không có cách nào thay đổi cục diện. Lúc đó Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên trời, bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong đã là mây đen dày đặc. Linh Nga đột nhiên có lĩnh ngộ, kim tiên kiếp buông xuống trước tiên, cũng không thể gọi người tới xem lễ trước thời hạn. Lý Trường Thọ yên lặng kiểm tra một chút dự trữ độ kiếp của chính mình, nhét vào trong miệng mấy khỏa cửu chuyển kim đan, thuận tiện chuyển Linh Nga từ dưới đất đến phía sau núi. Tới đi sư tổ, hắn đã chuẩn bị xong. Ở trên không Thái Bạch Cung, mây đen đầy trời cuốn tới, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng tiên thần thiên đình mà, bởi vì hệ thống gương đồng trực tiếp chính quy hóa, hoàn chỉnh hóa, ở các nơi thiên đình cũng mượn nhờ gương đồng to to nhỏ nhỏ, chú ý tới chuyện hiếm lạ này. Ngoại trừ ba trọng thiên bên dưới, bên trong thiên đình hiếm khi xuất hiện thiên kiếp, dù sao tu vi của thiên binh thấp nhất cũng đều là nguyên tiên cảnh hậu kỳ, mà nhóm tiên thần thiên đình muốn thành kim tiên lại không phải chuyện dễ, mỗi lần xuất hiện thiên kiếp đều sẽ dẫn đến oanh động phạm vi nhỏ trong Thông Minh Điện, từng vị tiên thần đi làm kinh ngạc, đây là người phương nào muốn độ kiếp, làm sao lại không đến Thông Minh Điện báo cáo chuẩn bị trước, quy củ của thiên đình chúng ta đâu? Đại nhân, nghe nói là Thái Bạch Cung, phốc, khụ, khụ khục, đây là người nào ở Thái Bạch Cung muốn độ kiếp? Vì sao sổ ghi chép tiên tịch trong Thông Minh Điện không có bất kỳ phản ứng gì? Chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị chút lễ vật đưa qua nhà. Ở các nơi giao trì, không ít tiên tử cưỡi mây bay lên không hướng về phương hướng Thái Bạch Cung nhìn quanh, đạo đạo tiên thức hướng về hậu viện Thái Bạch Cung. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng đang cùng với chúng tiên gia thương lượng một ít việc nhỏ không cần vận dụng Thái Bạch Kim Tinh, vào giờ phút này cũng là nhíu mày, ra hiệu tướng lĩnh phía dưới tạm dừng nói chuyện, để Mộc Công mở ra gương đồng, hiển lộ ra hình ảnh ở hậu viện Thái Bạch Cung. Vừa vặn, một ánh đom đóm bay ra từ bên trong, núi nhỏ được giới tử càn khôn trận bảo vệ, hóa thành thân hình một vị tiên tử. Vị tiên tử này, chúng tiên thần trong điện tất nhiên là nhìn có chút lạ lẫm, nhưng đều biết nàng tồn tại, tên là Lam Linh Nga,
đắc đạo khuê phòng tiên không biết phù dung thêm sắc sen mới nở, một khi thành đạo chúng thần biết đây, là đại lão che giấu, ở bên trên bảng xếp hạng nữ tiên không thể trêu chọc nhất thiên đình, xếp hạng gần với vương mẫu, Hằng Nga, Long Cát công chúa nhất. Sư muội và người thân chỉ định duy nhất của Thái Bạch Tinh Quân, đệ tử ký danh của Thái Thanh Thánh Nhân Nhân Giáo, ngồi ở trong nhà cái gì cũng không có làm, liền trở thành người thứ nhất nằm thắng vô thượng tiên duyên hồng hoang, Nga. Vào giờ phút này, Linh Nga hóa thành bản thể, được một đám mây trắng hình linh chi nâng lên, nhanh chóng bay vào không trung, gió thổi tung ngọn tóc bên tai, mây cùng với tiên quang bay ngang qua chơi đùa với nàng, ngay cả những đám mây đen di động trên đầu nàng cũng tựa hồ không đành lòng hù dọa nàng, giảm tốc độ tụ tập, chỉ kém trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay to, nhẹ nhàng gảy vài cái vào tóc mái trước trán nàng. Đối mặt với trường sinh chi kiếp, Linh Nga vẫn là rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ đáng yêu mê người căng thẳng, môi mỏng hơi mím, hô hấp có chút hỗn loạn. Linh Nga sư thúc, một tiếng khẽ gọi truyền đến từ đằng xa, lại là Long Cát cưỡi mây, mang theo một đám tiên tử giao trì cấp tốc bay tới. Đừng có lo lắng, Long Cát nhìn ra sự khẩn trương của Linh Nga, cười nói, mẫu thân từng nói, ngươi độ kiếp nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, thiên đạo cũng sẽ bảo hộ bình an cho ngươi. Linh Nga lập tức khẩn trương hơn một chút. Tại Tiểu Quỳnh Phong cách đó không xa, từng đạo tiên quang vườn quanh, một ngọn núi nhỏ cấp tốc phồng lớn, sau đó duỗi thẳng tay chân, hóa thành nữ cự nhân vạm vỡ cao ngàn trượng, thân mang lượng kim chiến giáp, tay cầm hai cây rìu lớn, hét lớn một tiếng, Linh Nga biểu tẩu, ta tới giúp ngươi thủ trận. Chúng nam tiên vốn đang thưởng thức tiểu tiên tử thiên đình đáng yêu mê người, cùng nhau dùng mình một cái thân hình của Lý Trường Thọ, xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn mặc dù lo lắng chính mình bị thiên phạt, nhưng vẫn là cách Linh Nga hơi gần một chút mới tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Linh Nga ta ngộ thiên kiếp quá mạnh, thật sự ngăn cản không nổi. Hơn nữa chính khỏa cửu chuyển kim đan đều hao hết, hai bình cửu chuyển linh đan đều dùng hết, như vậy, hắn không ngại đối kháng với thiên đạo, cưỡng ép bảo hộ kim tiên đạo quả của sư muội chính mình, cùng lắm thì chính là không quan tâm, ỷ vào sự che chở của lão sư rời đi, trực tiếp mang Triệu Công Minh, Tam Tiêu rời khỏi con đường tránh tai hồng hoang này. Lý Trường Thọ cũng không phải là không nghĩ tới, cũng coi là một trong những phương án dự bị. Không có cách nào thay đổi quy tắc, liền thử nhảy ra quy tắc. Lý Trường Thọ mở ra Không Minh đạo tâm, đặt cảm xúc đáy lòng về không, chắp tay đứng trên mây trắng, truyền âm nói đối với Linh Nga, bạn đang xem sư huynh sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim, không cần khẩn trương, trước đây diễn luyện như thế nào liền làm như thế đó, người đã hình thành ký ức cơ bắp ồ. Vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng, mặc dù không hiểu cái gì là ký ức cơ bắp, nhưng tiên tử nơi nào có cơ bắp rõ ràng như vậy, đường nét tay chân của nàng rất hoàn mỹ đó, có biết hay không. Thế là Linh Nga càng khẩn trương hơn, ở dưới ngàn vạn tiên thức nhìn chăm chú, nàng nắm chặt 10 ngón tay, dừng lại trên một ngọn núi hoang, thì thào vài tiếng rồi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Vì một ngày này, nàng kỳ thật đã chuẩn bị một hồi lâu, sau kim tiên kiếp, cấp độ sinh mệnh của chính mình liền có thể đạt được bay vọt, trở thành trường sinh tiên bất lão bất tử, liền có thể đặt lực chú ý trên mặt nạ đắp ra mặt. Khục, đặt ở trên làm như thế nào cho sư huynh vui vẻ. Rốt cuộc, chính mình cũng có thể giúp đỡ sư huynh một chút trong tương lai. Thiên kiếp, tới đi. Ừm, theo sư huynh căn dặn, chính mình tuyệt đối không thể cắm cờ. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, vái chào một cái đối với không trung, trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang màu hồng, cất cao giọng nói. Đệ tử đạo môn Lâm Linh Nga, cảm tạ đạo tổ Gia Gia trong lúc cấp bách tới bổ. Ách, nói sai. Cảm tạ thiên đạo Gia Gia. Cũng không đúng, cảm tạ thiên đạo lão gia. Khuôn mặt nhỏ của Linh Nga trắng nhợt, vội vàng lên tiếng bổ cứu, ai ngờ mây đen kia run run một hồi, trong đó hiện ra gương mặt một vị lão đạo mơ hồ. Đạo tổ hiển hóa, thiên đạo chi uy. Lý Trường Thọ lập tức liền muốn lách mình về phía trước, chịu nhận lỗi thay cho Linh Nga, chủ động mời tới một hai đạo thiên phạt, nhưng ai ngờ, ha ha ha, Kiếp Vân, cười ở dưới thần quyền thiên đạo, nơi tập trung quyền lực chủ yếu tam giới, ở dưới ánh nhìn chăm chú của vô số tiên thần dùng tiên thức, pháp bảo, thần thông phép thuật, Kiếp Vân vốn nên bộc phát lôi đình, hiển lộ ra khuôn mặt đạo tổ. Nở một nụ cười hòa ái. Ngọc Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu bên trong giao trì, cùng với Lý Trường Thọ ở bên rìa mây đen đều sửng sốt, chớ nói chi là văn thần võ tướng thiên binh tiên tử to to nhỏ nhỏ, không chỉ có vậy. Ừm, Linh Nga ngoan, khuôn mặt lão đạo do Kiếp Vân hiển lộ tươi cười có chút sán lạn, ấm giọng nói, không cần khẩn trương, ta mới giúp ngươi điều tra, thiên kiếp của ngươi là thiên kiếp tương đối bình thường, ngươi nhất định có thể chống được, đã chuẩn bị xong chưa? Có thể để Kiếp Vân hạ xuống đạo thứ nhất. A, cảm ơn đạo tổ lão gia. Linh Nga nhỏ giọng đáp lời. Ta đã chuẩn bị xong, ngài để lôi rơi xuống đi, ta có thể chịu được. Ừm, thiên đạo chí công vô tư, ta cũng không tiện miễn kiếp lôi của ngươi, trải qua cũng có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Đây thực sự là một người dám nói, một người dám làm. Thiên đình, một mảnh tĩnh lặng, chúng tiên thần nhìn Kiếp Vân kia tách ra một đạo, đoán chừng uy lực cũng chỉ mạnh hơn đạo thứ 9 thiên kiếp thành tiên một chút, chậm rãi rơi, nhẹ nhàng đập, đánh vào trước người tiểu tiên tử kia, lại nhẹ nhàng giành vào đầu vai nàng. Đó là sợ chạm đến vị trí yếu hại dễ dàng trọng thương. Như chán đỉnh đầu của nàng, Linh Nga ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, 3000 sợi tóc bay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên cường, đầu vai tiên váy bị sấm sét xé toạc ra, tạo thành một cái lỗ lớn như móng tay.
da thịt bên trong suốt như trân châu, nửa điểm vết tích cũng đều không có lưu lại. Lý Trường Thọ, dựa vào cái gì? Đây là tiểu sư muội nhà mình, hơn nữa đạo tổ lão gia giống như không có ý tứ muốn nhân cơ hội thiên phạt chính mình. Lý Trường Thọ cũng liền không phàn nàn nhiều, nhưng theo đó, Lý Trường Thọ bắt đầu suy nghĩ về thâm ý đằng sau hành động của đạo tổ sư tổ lấy lòng đối với chính mình, trấn an hắn trước khi phong thần đại kiếp đến. Không cần phải như thế. Hành động của đạo tổ nhìn như đơn giản, trên thực tế dụng ý rất sâu, trọng yếu nhất hẳn là hiển lộ sự tồn tại của bản thân, để cho chúng sinh đừng có quên hồng hoang này đến cùng là ai đang chế định quy tắc. Nhất là tại thời điểm mấu chốt này, đạo tổ đang tuyên bố quyền sở hữu công cụ thiên đình, đang nhắc nhở lục thánh trong phong thần đại kiếp không được uy hiếp bản thân thiên đình, đồng thời cũng làm cho xiển tiện phương Tây nhập kiếp, chuẩn bị để đệ tử tinh nhuệ của chính mình lấp đầy chỗ trống chính thần thiên đình gia nhập thiên đình, liền cách đạo tổ gần thêm một bước. Thiên đạo mặc dù trí công vô tư, nhưng đạo tổ áp đảo bên trên thiên đạo có tư tình, sẽ chiếu cố đệ tử đạo môn. Thái Bạch Kim Tinh thiên đình chính là làm việc vì đạo tổ, là người một nhà của đạo tổ. Ngoài những thứ này ra, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ nghĩ tới một loạt chỗ tốt cùng các loại ảnh hưởng kế tiếp, chỉ có thể nói cao vẫn là đạo tổ cao. Vào lúc dưới đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua những ý niệm này, Linh Nga đã là chống đỡ qua đạo thiên kiếp thứ hai, nàng vào giờ phút này cũng không có việc lớn gì, tổng thể vô cùng an ổn, đan dược pháp bảo cái gì cũng không cần dùng. Nàng đứng ngạo nghễ ở trong không trung, mỗi lần trải qua thiên lôi đập đều đang sinh ra một chút biến hóa, da thịt càng có độ sáng, ngũ quan mê người hơn, đạo vận tản ra cảm giác cố định cùng với xa xưa trong lôi kiếp. Chợt có một đạo lôi quang rơi xuống, hoàn toàn bao trùm nàng, càng tăng thêm cảm giác thần thánh. Trong mây truyền đến tiếng cười khẽ ha ha, thiên kiếp gây ra tâm ma sắp tới, những gì ngươi nhìn thấy kế tiếp cũng đều là huyễn tượng. Linh Nga ứng tiếng, vái chào một cái đối với không trung, đa tạ lão gia nhắc nhở. Lý Trường Thọ yên lặng cúi đầu, đã là không đành lòng nhìn thẳng Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện yếu ớt thở dài, y rốt cuộc không phải là người đạo tổ thích nhất ở bên trong giao trì. Trong mắt Vương Mẫu Nương Nương toát ra mấy phần suy tư, nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại không có càng nhiều biểu thị. Những lão thần giống như Mộc Công, Nguyệt Lão, càng là không chịu được nước mắt tuôn đầy mặt, cảm khái sự chênh lệch giữa thần và thần ở bên trong phủ thủy thần. Hữu Cầm Huyền Nhã đang dựa vào bệ cửa sổ, nhìn cảnh tượng trong chiếc gương đồng trong tay, nở nụ cười bình yên lại vui mừng, còn có một chút ước mơ. Mà ở bên trong một viện lạc khác cách đó không xa, Linh Châu Tử yên lặng cúi đầu, nhìn hai tay của chính mình, lại chán nản thở dài, nhẹ nhàng đung đưa trên xích đu a một củ cà rốt được đưa đến, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của Linh Châu Tử, lại là Tiểu Thỏ Ngọc. Nghe nói Linh Nga Thái Bạch cung độ kiếp, vừa mới chạy đến chỗ ở của Linh Châu Tử, nàng thấy Linh Châu Tử hai mắt vô thần, biểu tình ảm đạm, ngồi ở trên xích đu, muốn nói lời an ủi. Khúc mắc của Linh Châu Tử, nàng tất nhiên là biết được, y là đệ tử của thập nhị kim tiên xiển giáo, đi là con đường tu đạo thanh chính, lai lịch cũng là một viên linh châu đắc đạo bên trong thiên địa, so với sinh linh tiên thiên cũng chẳng kém gì, khí vận tự thân càng là bất phàm, ngộ tính, thiên phú, lai lịch, đạo pháp, thần thông, bảo vật, cảnh ngộ, chấp niệm, ý thiếu cái gì. Nhưng, một cái bình cảnh, mấy trăm năm cũng đều không thể đột phá, bây giờ đạo cảnh càng giống là một đầm nước đọng, không chút gợn sóng, cho dù là tẩu hỏa nhập ma cũng được, nhưng hiện tượng tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn không có cách nào phát sinh. Linh Châu Tử biết, từ xưa đến nay, quá nhiều cái gọi là thiên tài tu đạo, quá nhiều cái gọi là tư thái kim tiên, đều mắc kẹt ở bình cảnh này, nhưng vấn đề là, y cũng không phải là không có cảm ngộ, thậm chí lão sư đã từng thể hồ quán đỉnh cho y, chính mình cũng đã từng đi đậu xuất cung, cầu đan dược đột phá cảnh giới đều không ngoại lệ, bình cảnh càng ngày càng kẹt, hy vọng càng ngày càng thấp. Đây là tình hình mà tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ sẽ gặp phải. Kỳ thật mấy trăm năm, cũng không tính là quá lâu, nhưng nhìn thấy người nhập môn muộn lại vượt người nhập môn trước. Cảnh giới hiện nay của Dương Tiễn đều đã là kim tiên lục phẩm, nhìn Ngao Ất kết làm huynh đệ kết nghĩa với chính mình, sau khi thức tỉnh long tộc huyết mạch, đạo cảnh cũng là thế như trẻ che nhìn Viện Trang bởi vì bị phạt cấm túc tại thiên hà, trải qua một lần sự kiện vu hãm, đạo cảnh đột nhiên tăng mạnh, đã ẩn ẩn muốn vượt qua y. Còn có ngày hôm nay, Linh Nga sư thúc đã là thuận lợi bắt đầu độ kiếp, y làm sao an tâm, lại làm sao an tâm. Y khát vọng đi đối mặt với thiên kiếp, khát vọng đạo cảnh đột phá, sinh mệnh thăng hoa, khát vọng có thể đứng trên cùng một đám mây với Dương Tiễn. Ngao Ất không có ai muốn y lập tức tu thành kim tiên, cũng không có ai bức bách y nhất định phải có thành tựu gì, nhưng y không muốn bình thường, không muốn vô danh đã rất lâu. Linh Châu Tử chưa đi ra khỏi viện này, vào giờ khắc này, phản chiếu ở trong con ngươi như hồng ngọc của Thỏ Ngọc, sắc mặt của Linh Châu Tử có chút chán nản, lúc này mặc dù miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt đã không còn bao nhiêu sức sống. Thỏ Ngọc có chút cắn môi, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta thử xem có thể cùng nhau tu hay không. Ta nghe các tỷ tỷ Nguyệt Cung nói, nhân tộc có biện pháp song tu, có thể nhanh chóng đột phá bình chướng. Đừng suy nghĩ nhiều. Linh Châu Tử thở dài, bình cảnh chính là bình cảnh, chỉ có tiến hành cảm ngộ mới có thể tăng lên đạo cảnh, bằng môn tả đạo là không thể làm. Ta lại trở về Càn Nguyên Sơn bái kiến lão sư, hỏi một chút xem có biện pháp nào không. Thỏ Ngọc nhỏ giọng nói, tu hành suy cho cùng đều là xem cơ duyên, có lẽ chỉ là cơ duyên của ngươi còn chưa tới, hơn nữa ta cũng chưa thành kim tiên, vậy thì có gì to tát đâu.
ta mới không hâm mộ những trường sinh tiên sống lâu như vậy, chủ nhân mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi ngẩn người, rất nhàm chán, đa tạ ngươi, hảo huynh đệ. Linh Châu Tử lộ ra một nụ cười ấm áp, nâng nắm đấm lên, đưa tới trước mặt Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc là mặt quỷ, nắm chặt nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng một cái vào nắm đấm của Linh Châu Tử. Hảo huynh đệ, ta nhất định cũng có thể độ kim tiên kiếp. Linh Châu Tử đứng dậy, trong mắt tràn đầy ánh sáng, ngắm nhìn mây đen cùng với kiếp lôi nơi chân trời, định tiếng nói, ta nhất định phải làm đại anh hùng giống như Thái Bạch sư thúc, có thể được người khác cần và tin nhiệm, có thể làm một ít đại sự cho thiên địa. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhỏ yếu, ta nhất định sẽ giúp đỡ sư thúc, giúp đỡ thiên đình. Nhất định. Vậy ngươi cố lên. Thỏ Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một câu, chí hướng gì mà nghe xong vừa phí tinh lực lại phí năm tháng. Linh Châu Tử nhè răng cười một tiếng, gật gù đáp ý, ngâm tụng nói, Mạc Sử Quang Âm không hư độ, nam nhi kiến nghiệp tại tứ phương, như thế nào? Chúng ta thân nữ nhi liền không thể kiến công lập nghiệp sao? Chuyện này, đương nhiên có thể, ngươi như vậy là sẽ bị các vị tỷ tỷ đánh một trận. Hắc hắc, ngươi đừng nói ra là được, hôm nay chơi cái gì? Đấu vật, thể thuật, độn pháp truy đuổi, thương kiếm gậy. Phi, hôm nay là ngày lẻ, nên nghe ta, chơi cái này. Đây là cái gì? Ồ, không phải xếp thuyền giấy là được, đây là dây đỏ, dây đỏ. Trong tiếng phàn nàn của Thỏ Ngọc, trong tiếng kêu khổ của Linh Châu Tử, hai chiếc xích đu khẽ đung đưa, tay to và tay nhỏ đan vào nhau, một sợi dây màu đỏ được kéo ra bằng nhiều cách, nhưng vẫn không thể trói được hai ngón tay. Sau hai canh giờ tiên quang lượn lờ, tiên nhạc trận trận, bên trong thiên địa tràn đầy tường thụy chi ý, từng đóa mây vàng tụ về hướng Linh Nga, trên đó có hư ảnh tiên tử hoan múa, có cảnh tượng lão thần tiên đưa phúc, rõ ràng chỉ là trường sinh thiên kiếp bát trọng bình thường, lại đưa ra đặc hiệu hoàn thành trường sinh kiếp cửu trọng đỉnh cấp. Điều này không quan trọng. Linh Nga lặng lẽ đứng giữa không trung, váy tiên trên người tổn hại vài chỗ, càng thêm mấy phần cảm giác yếu đuối, đúng là ta thấy mà yêu như vậy. Nàng mỉm cười, cùng với tiên lực tràn đầy, cảm thụ được đạo khu của chính mình được lực lượng thiên kiếp ôn nhu rèn luyện rất thoải mái, cũng chưa quên sư huynh căn dặn tạm thời áp xuống trọng trọng cảm ngộ dưới đáy lòng. Linh Nga vái chào một cái đối kiếp vân trên không trung, ôn nhu nói, cảm tạ đạo tổ lão gia hạ xuống thiên kiếp, trợ đệ tử đạt được trường sinh đạo quả. Kiếp vân đen nhánh còn lại đại khái 2/3 đường kính, một lần nữa hiển lộ ra khuôn mặt đạo tổ, vẫn là mang theo ý cười hiền lành kia. Ngoan, chờ ngươi sư huynh có rảnh, bảo hắn mang ngươi tới Tử Tiêu cung đi dạo. Tiếng nói của đạo tổ vẫn là ôn hòa như vậy, mà lúc này lời nói xoay chuyển, một chùm kim quang nhẹ nhàng đẩy Linh Nga ra, lại có một vệt kim quang đánh vào trên người Lý Trường Thọ. Kim quang nhẹ nhàng kéo một cái, Lý Trường Thọ còn có chút mộng, kiếp vân kia liền tự động bay tới, phi tốc xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Sư tổ, Lý Trường Thọ có chút kinh ngạc, làm sao? Đạo tổ lãnh đạm nói, những gì còn lại của sư muội ngươi, ngươi không phải nên gánh chịu sao? Hẳn là, đa tạ sư tổ chiếu cố. Đối với Linh Nga, Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga, cung cung kính kính vái chào một cái, gánh chịu cho Linh Nga, đây mới là tư thế độ kiếp chính xác. Cảm tạ thiên đạo lão gia trong lúc cấp bách tới bổ. Khuôn mặt đạo tổ chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một tiếng cười khẽ kia, cùng với một chút lẩm bẩm, vẫn là bổ ngươi thoải mái soạt. Ngàn vạn sấm sét màu đỏ tím như là thác nước đập xuống, không nói lời gì, bao trùm thân hình Lý Trường Thọ trong đó. Một hồi lâu chưa tán thiên uy kia, sấm sét kia, làm cho đám tiên thần tu vi cao nhất bên trong thiên đình kia đều là đổ mồ hôi lạnh toàn thân, run rẩy không ngừng. Đây đại khái chính là cuộc sống. Tại Tiểu Quỳnh Phong, phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ nằm trên ghế xích đu chuyên môn, mắt ngắm nhìn mảnh tinh hải kia, bên môi nở nụ cười không màng danh lợi. Đạo bào rách rách dưới, toàn thân cháy đen, mái tóc dài bị gió thổi tung để lộ ra cảm giác xóa tung, cũng chỉ có phần anh tuấn đoạt thiên địa tạo hóa kia không có bị thiên kiếp đập vào. Chật, kịch bản quả nhiên là viết như vậy. Thiên kiếp của sư muội uy năng chút xuống ở trên người hắn, cửu chuyển kim đan trong miệng cũng không dùng tới, dù sao chỉ là lực lượng thiên phạt nguồn gốc từ trường sinh thiên kiếp, thân thể của hắn vẫn là miễn cưỡng chống được, chỉ là phải chịu chút giày vò. Linh Nga, bạn đang xem sư huynh a. Sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Vừa trải qua thiên kiếp, có rất nhiều cảm ngộ, tất nhiên là đi bế quan. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng trước đó, hẳn là muốn trêu đùa sư huynh hắn một chút, chỉ là vì không ép được cảm ngộ, trực tiếp bị kéo vào trạng thái ngộ đạo. Lúc này, Linh Nga liền ở bên trong mật thất dưới đất cảm ngộ đại đạo tự thân, nàng thỉnh thoảng cười khẽ hắc hắc, làm cho Lý Trường Thọ không thể không lo lắng chính mình sau đó khó giữ được sự trong sạch, hướng gió dư luận hồng hoang tại giờ phút này, quả thực không thể tưởng nổi. Đạo tổ tự mình hiển linh, hộ giá hộ tống tiểu sư muội chi kỷ của Thái Bạch Kim Tinh độ trường sinh kiếp, chính miệng thừa nhận Thái Bạch Kim Tinh là rể cháu gái của mình, loại tin tức khó có thể tin được và bị bóp méo nghiêm trọng này đã lan truyền khắp thiên địa. Nếu không phải Lý Trường Thọ cố ý làm ra vẻ trọng thương, chắp tay một cái đối với xung quanh, liền mang theo Linh Nga trở về Tiểu Quỳnh Phong, mở ra tầng tầng trận pháp Thái Bạch Cung, hiện tại chỗ của hắn hẳn là đã đông như chảy hội, quy củ cũ, vết thương không sâu, mới thật sự đau. Sư tổ, đây là ở trên từng nhát sấm sét, bôi dầu cay phải không? Tam giới đồn đãi, chỉ có thể mặc cho bọn họ lan truyền. Đợt này, Lý Trường Thọ cũng không dám làm gì nhiều, dù sao đạo tổ cũng tự mình hạ chẳng tính kế, chính mình làm nhiều sai nhiều, là một người trong cuộc trầm mặc,
và một người ngoài cuộc thờ ơ là đủ rồi. Đạo tổ ở tầng thứ mấy? Giống như vị trí của đạo tổ lúc này, Tử Tiêu cung tại thiên ngoại, tầng khí quyển hồng hoang thiên địa chân chính. Sau đó, mang Linh Nga đi đến lục đạo luân hồi bàn xem một chút đi theo những gì hậu thổ nương nương đã nói trước đây. Ở dưới phòng đoán cẩn thận, hồn phách của sư phụ lúc này hẳn đã thức tỉnh, nhìn thấy Linh Nga trường sinh, hẳn là rất vui vẻ. Mặt khác, hồn phách sư phụ tu bổ ở trong lục đạo luân hồi bàn lâu như vậy, tất nhiên cũng đã đạt được không ít chỗ tốt. Khương Tử Nha, Lý Trường Thọ giơ tay che trán, chấn định tâm thần, da thịt cháy xém trên người tự bay lên, hóa thành cho tàn tiêu tán, phía dưới mọc ra ra mới kim tiên. Trường sinh thái độ của chính mình đối với Linh Nga về sau, cũng phải có biến hóa, thế là, những hình ảnh liên quan tới nàng vừa lên núi mấy năm trong ký ức của Lý Trường Thọ, đều tản mất. Sau đó nhận thức lại tiểu sư muội nhà mình, nàng muốn yêu đương chính mình, như vậy liền chính thức một chút, chế tạo thêm một ít ký ức không phải sư huynh sư muội kế tiếp. Lý Trường Thọ dự định nghỉ ngơi mấy ngày, liền tiếp tục sự tình phải làm trước đây, mời Ngọc Đế cùng với chính mình ra ngoài đi vòng một chút, thị sát hiện trạng của sinh linh trong tam giới. Làm một chút công việc phải làm của Thái Bạch Kim Tinh, nhưng cũng không biết là do Ngọc Đế chờ lâu, hay là các loại chuyện cùng nhau đuổi tới. Lý Trường Thọ điều chỉnh tốt trạng thái, vừa định xoay người đứng lên, đột nhiên liền có chút tâm huyết dâng trào. Có người đang kêu gọi đạo nhân giấy của hắn hiện thân. Lý Trường Thọ suy tính đôi chút, cấp tốc khóa chặt một cỗ đạo nhân giấy bản cũ lưu ở bên cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân, tâm thần lập tức chuyển tới tiên thức chưa mở ra. Lý Trường Thọ liền cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Dương Tiễn, Hoàng Long chân nhân. Bảng xếp hạng này không liên quan gì đến thực lực cá nhân, nếu có trùng hợp thì hoàn toàn là trùng hợp. Chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ trước tiên chế tạo ra một chút động tĩnh, đạo nhân giấy bay ra từ bên trong tay áo của Ngọc Đỉnh chân nhân, hóa thành bộ dáng Triệu Công Minh. Sau khi cạo râu, cỗ đạo nhân giấy này vẫn là thân phận giả cố ý thiết kế vì an bài Dương Tiễn năm đó, trưởng canh. Hoàng Long chân nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên hai bước, trong miệng hô hào, người mau tới xem một chút, hôm nay xảy ra chuyện. Trên trán Lý Trường Thọ có hai dấu chấm hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, lại quay đầu trừng mắt nhìn Thái Ất chân nhân, hiển nhiên là tức giận. Thái Ất chân nhân mặc một bộ áo bào đỏ trên người, lời nói do ta không do trời, vào giờ phút này đúng là cúi đầu thở dài, trong mắt mang theo thất lạc, trong mắt hiện lên một hai tia cảm khái, lẩm bẩm nói, báo ứng a. Nếu là đổi lại Hoàng Long chân nhân vừa mới tới nơi đây, gặp được tình hình như vậy, trên đầu tám thành sẽ mọc đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này đã là hoàn thành thu thập tình báo, suy luận chuyện gì đã xảy ra. Chân tướng chỉ có một cái, Linh Châu Tử sư điệt phải chăng bởi vì sự tình sư muội ta độ trường sinh kiếp mà tâm tình có chút xa xút, trở về Càn Nguyên Sơn muốn tìm Thái Ất sư huynh khuyên bảo vài câu, kết quả Thái Ất sư huynh nói sai điều gì đó, khiến cho Linh Châu Tử sư điệt thương tâm. Ngọc Đỉnh, Dương Tiễn thành thành thật thật gật đầu, trong mắt Hoàng Long chân nhân tràn đầy chấn kinh, hiện tại thiên cơ không phải bị che giấu sao? Trường canh, ngươi là làm sao biết được? Thái Ất chân nhân giơ tay tự tát vào miệng mình hai cái miệng này của bần đạo. Lý Trường Thọ liếc nhìn động phủ bị trận pháp bao phủ, cao mày nói, sư huynh ngươi đã nói cái gì? Kỳ thật cũng không nói gì, Thái Ất chân nhân cười khổ nói, chính là, hai canh giờ trước, ở bên trên Càn Nguyên Sơn ồ, đồ đệ ngoan làm sao lại trở về rồi? Thái Ất chân nhân cười cười đi ra động phủ, nhìn Linh Châu Tử sững sờ ở phía trước cửa động, trêu đùa, chơi với hảo huynh đệ của ngươi chán rồi, hay là nhớ vi sư, cố ý trở lại thăm một chút. Linh Châu Tử buông tiếng thở dài, đứng dậy vái chào một cái đối với Thái Ất chân nhân, hành lễ đệ tử, sau đó liền ủ rũ cúi đầu ngồi ở bên vách đá xanh. Sao thế? Thái Ất chân nhân buồn bực hỏi, tâm tình không thuận. Chẳng lẽ tiểu thỏ ngọc có hảo huynh đệ khác? Sư phụ, đệ tử nên vượt qua bình cảnh này như thế nào? Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đối mặt với kim tiên kiếp, cho dù là để cho đệ tử tan xương nát thịt ở bên trong kim tiên kiếp cũng tốt hơn so với nửa vời như hiện nay. Ai nói lời ngốc nghếch gì vậy? Thái Ất chân nhân cười nói, loại sự tình tu hành này sao có thể lấy nhanh chậm để đánh giá, ví dụ hậu tích bạc phát, có tài nhưng thành đạt muộn, ở bên trong hồng hoang rất phổ biến, ngươi cách trường sinh chỉ còn một bước, sao có thể phí công nhọc sức tại lúc này. Lại nói, coi như ngươi không trường sinh được, sư phụ cũng sẽ tận lực giúp ngươi kéo dài thọ nguyên, chưa kể không phải là còn có trường canh sư bá của ngươi sao? Bàn đào cái gì, mấy trăm năm cho ngươi ăn một lần, không phải cũng sẽ trường sinh sao? Cũng không phải là như vậy, sư phụ, đệ tử không sợ mệnh ngắn, chỉ sợ tầm thường. Đồ đệ ngốc, Thái Ất chân nhân cười nói, có đôi khi đừng so sánh mình với người khác, chính mình cứ sống thoải mái là được rồi, cuộc sống của tiên nhân chính là như vậy, mỗi một tiên nhân gặp gỡ khác biệt, cơ duyên khác biệt, hơn nữa tự thân cũng không giống nhau, cho nên thành tựu cũng khác biệt, có đôi khi, người không cố gắng, liền không biết chênh lệch cùng với người khác, không hăm hở tiến lên, liền không rõ ràng chính mình sẽ thất bại ở nơi nào, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể không cần xung kích bình cảnh, bình yên không cố gắng, mỗi ngày chơi đùa với nhóm hảo huynh đệ của ngươi, như vậy không thoải mái sao? Ôi chao, ngươi đi đâu thế? Làm sao lại còn khóc? Vi sư là đang khuyên ngươi vui vẻ lên một chút, nói không chừng bình cảnh liền mở ra. Đừng khóc, đồ đệ ngoan của ta. Vi sư nói sai rồi. Đó là những gì bần đạo đã nói tại Càn Nguyên Sơn, ở phía trước động phủ. Sau khi Thái Ất chân nhân nói xong,
Lý Trường Thọ ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Ngọc Đỉnh chân nhân ngửa đầu thở dài, Hoàng Long chân nhân lệ rơi đầy mặt, Hoàng Long chân nhân thở dài, sư đệ người nói đúng, nói quá đúng rồi. Bần đạo nếu như năm đó không đi cố gắng, bình yên nằm ở trong ao bơi qua bơi lại, khẳng định sẽ càng an nhàn hơn so với hiện tại. Lý Trường Thọ vội nói, Hoàng Long sư huynh, việc này không thể cua đũa cả nắm. Ngọc Đỉnh chân nhân đen mặt mắng, có ai dạy đồ đệ như ngươi sao? Không cố gắng không biết chênh lệch. Ngươi, ai? Dương Tiễn ở bên cạnh thấp giọng nói, ở trong đáy lòng Linh Châu sư huynh vốn là có khối u, đúng vậy. Thái Ất chân nhân khoát tay, bần đạo vốn là muốn dùng biện pháp như vậy, giúp hắn giải quyết khối u này. Lý Trường Thọ giơ tay xoa mi tâm, Linh Châu tử cũng là bởi vì việc này, trong cơn tức giận nghĩ quẩn, tiến hành chuyển thế trùng tu. Chuyện này ngược lại là làm cho Lý Trường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Linh Châu tử nhất định sẽ có đại nạn, nhưng cuối cùng vẫn là có thể ra tay giúp đỡ. Linh Châu tử vì sao chuyển thế na cha? Vấn đề này, Lý Trường Thọ vào rất sớm trước đó liền đang suy nghĩ, các loại khả năng đều không thoát khỏi thiên đạo theo tác phong của thiên đạo, đại khái là an bài cho Linh Châu tử một đoạn tình hình nguy hiểm, tổn hại đạo cơ, thua lỗ nguyên thần, sau đó bất đắc dĩ bị Thái Ất chân nhân đưa đi chuyển thế trùng tu, làm tiểu anh hùng, cho nên Lý Trường Thọ ở trong một đoạn thời gian rất dài cũng không dám phái Linh Châu tử ra ngoài, mặc dù thật phát sinh loại sự tình này, đó cũng là nổi thiên đạo có ý định an bài, nhưng Lý Trường Thọ không muốn sự tình Linh Châu tử tổn hại ứng ở trên người chính mình. Dù sao cũng là sư điệt chính mình tương đối thưởng thức, thời gian ở chung cũng không tính ngắn, nhưng ở một phương diện khác, có chút mâu thuẫn chính là, ở bên trong kế hoạch của Lý Trường Thọ, Na Cha cũng là nhất định đã nằm trên an bài, hắn cũng không thể đi ngăn cản Linh Châu tử gặp nạn hiện nay, nếu đã có thể xác định, Linh Châu tử thật sự là bởi vì bình cảnh của tự thân, cộng thêm sư phụ của Y Thái Ất chân nhân kích thích, lựa chọn chuyển thế thành người, trùng tu một lần nữa, như vậy Lý Trường Thọ cũng không cần xoắn suýt nhiều cái gì, toàn lực tương trợ là được. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng nói, đạo tâm của Linh Châu tử đang uể oải, nếu chỉ hoãn lâu ngày, tất nhiên sẽ hao tổn đạo hạnh, hao tổn tâm cảnh. Dương Tiễn ở bên cạnh hỏi, hiện nay không có biện pháp gì bổ cứu sao? Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, đưa tay chảo về phía động phủ Linh Châu tử đang ở, chúng tiên lập tức nghe được từng tiếng lầm bầm của Linh Châu tử. Sư phụ nói rất đúng, ta cố gắng lâu như vậy, chính là không chịu thừa nhận chênh lệch giữa chính mình cùng với bọn hắn, ta chỉ là một hạt châu không có linh tính gì. Ai? Thái Ất chân nhân không khỏi sốt ruột đi qua đi lại. Cái miệng này của bần đạo, cái miệng này của bần đạo. Bây giờ phải làm sao đây? Trường canh người biện pháp nhiều, nhanh mau cứu đứa nhỏ này đi. Lý Trường Thọ cao mày nói, sư huynh, ta biết ngươi yêu thương Linh Châu tử, nhưng cũng phải có hạn độ, lời này của ngươi đã nói thủng đạo tâm của y, nếu không, xóa một bộ phận ký ức. Ngọc Đỉnh chân nhân thận trọng đưa ra ý kiến như vậy, đó là điều không tưởng. Hoàng Long chân nhân thở dài, hơn nữa coi như xóa đi ký ức, cũng không thể xóa khúc mắc của Linh Châu tử sư điệt, chúng ta ngày hôm nay tụ tập ở chỗ này, hẳn là nên suy nghĩ biện pháp giúp Linh Châu tử sư điệt đột phá bình cảnh, khôi phục tự tin, cùng nhau suy nghĩ đi. Lý Trường Thọ ôn hòa nói một câu, sau đó liền bắt đầu đi qua đi lại. Mấy vị tiên nhân cũng là đứng không yên, ngồi không yên, cùng nhau đi tới đi lui rất nhanh. Lý Trường Thọ nói, phàm nhân chữa bệnh vẫn là hỏi nguyên nhân bệnh trước khi chữa trị, chúng ta nghĩ như vậy sẽ rất dễ đi lạc đường, không bằng xác minh trước Linh Châu tử tu hành đến cùng xảy ra vấn đề ở nơi nào. Chuyện này Thái Ất chân nhân có chút muốn nói lại thôi, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng, mọi người cùng nhau nhìn cũng tốt, nói không chừng sẽ có phát hiện gì mới. Lý Trường Thọ nói, Dương Tiễn sư điện, trước tiên đi đánh lén Linh Châu tử, đánh y ngất xỉu phong cấm, đừng để cho y biết được chúng ta ra tay chẩn bệnh giúp y, bằng không đáy lòng y càng không dễ chịu. Vâng. Dương Tiễn vô thức ôm quyền hành lễ, dung người hóa thành một con bướm, chớp nháy xâm nhập vào bên trong động phủ của Thái Ất chân nhân, lẫn vào trong trận pháp, chốc lát sau ai nha. Đi, Lý Trường Thọ làm thủ thế, mấy vị tiên nhân cấp tốc đi vào, vây lại Linh Châu tử đã hôn mê, nghiên cứu một phen, toàn bộ nghiên cứu kéo dài nửa canh giờ. Nghiên cứu vô cùng thấu triệt vấn đề của Linh Châu tử tiên thiên không đủ, đạo cơ có thiếu hụt, đây cũng không phải là bị thương hoặc là tu đạo đi lầm đường. Đơn giản mà nói, Linh Châu tử với tư cách là sinh linh, bản thân có thiếu hụt bên trên đạo cơ, bản thể của y là một viên Linh Châu, khi biến thân lại nhiễm phải khí tức hậu thiên, đã không phải sinh linh tiên thiên thuần túy, lai lịch bản thân mặc dù không thấp, nhưng cũng không tính quá cao so sánh với viên đá vá trời ở Đông Hải, có công vá trời và được nữ oa tự mình luyện chế, quả thực rất khác biệt. Linh Châu tử sở dĩ kẹt tại bình cảnh, cũng là bởi vì tiên thiên không đủ, không có cách nào viên mãn, cho nên không có cách nào dẫn động thiên kiếp buông xuống, từ đó hái xuống trường sinh đạo quả. Ai? Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, mấy người khác đều là thở dài tìm được bệnh căn, kỳ thật đã có thể hốt thuốc đúng bệnh. Mỗi người bọn họ liếc nhau, thấy được sự an ý dưới đáy mắt lẫn nhau. Lý Trường Thọ nói, xem ra các vị sư huynh cùng với Dương Tiễn sư điệt đều đã có biện pháp. Hoàng Long chân nhân nhất thời hưng khởi, không bằng chúng ta đồng thời nói ra biện pháp của từng người, xem có nhất trí hay không. Năm người cả già lẫn trẻ đồng thời gật đầu, từng người nhìn nhau mấy lần. Lý Trường Thọ làm thủ thế, mấy người đồng thời lên tiếng. Lý Trường Thọ, tiên thiên đạo khu Thái Ất chân nhân, đạo lữ hợp tu.
Hoàng Long chân nhân, lão sư giảng đạo Dương Tiễn, đột phá trong chém giết sinh tử. Ngọc Đỉnh chân nhân, mang theo ký ức chuyển thế trong nháy mắt, mấy chiếc lá nhỏ rơi lả tả sau lưng Ngũ Tiên, từng người xấu hổ cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu ý nghĩ của chính mình, ý nghĩ của Lý Trường Thọ, cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân không mưu mà hợp ý tứ Tiên Thiên Đạo Khu, là để Linh Châu tử hóa thành nhân tộc, hưởng thụ ưu thế Tiên Thiên Đạo Khu của nhân tộc. Phương pháp chính là như Ngọc Đỉnh chân nhân nói, mang theo ký ức trùng tu. Bọn họ tranh luận một hồi, rất nhanh liền đã xác định ý nghĩ, thực hiện biện pháp của Thái Ất chân nhân, nghĩ hết tất cả biện pháp, ở dưới tiền đề Linh Châu tử không tổn hại bản ngã bây giờ, tái tạo nhục thân. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Linh Châu tử trong hôn mê run run mấy lần, sau đó thì thào vài tiếng, tiếp tục mê man, sư phụ, ta có phải thật sự không thích hợp tu hành như vậy hay không? So với Dương Tiễn, Linh Châu tử kỳ thật càng thân cận với Lý Trường Thọ hơn một ít, Lý Trường Thọ tự nhiên không có khả năng bạc đãi Linh Châu tử. Trải qua cân nhắc thận trọng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có phương án hoàn chỉnh, lại thông qua một phen ám chỉ, dẫn dắt Thái Ất chân nhân chế định ra kế hoạch đại khái, muốn để Linh Châu tử chuyển thế trùng tu, cũng không phải là đánh chết nguyên thần đi địa phủ chuyển sinh đơn giản như vậy, như vậy quá bạo lực. Hơn nữa Linh Châu tử sau khi chuyển thế, cũng đã không phải là Linh Châu tử muốn giúp Linh Châu tử thành tựu đạo quả, đó là một công việc tinh tế. Đầu tiên, phải tách nguyên thần cùng với bản thể của Linh Châu tử ra, luyện nguyên thần thành thai linh, cùng loại với thất tình hóa thân năm đó. Bản thể ngược dòng trở về bản nguyên, luyện hóa thành Linh Châu, gánh chịu pháp lực, đạo cảnh cùng với linh tính của chính mình lúc này ở bên trong quá trình này, cần Lý Trường Thọ xuất lực lớn tương trợ. Lý Trường Thọ vừa muốn dẫn nguyên thần Linh Châu tử đi cửa sau luân hồi tháp, để địa tạng ra tay, chuyển nguyên thần Linh Châu tử thành một thai linh sắp chuyển thế, lại vừa dẫn Linh Châu tử đi một chuyến đến Tam Tiên Đảo, mượn hỗn nguyên kim đấu, bóc ra pháp lực cùng với đạo cảnh của Linh Châu tử. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều sẽ có mấy vị tiên nhân xiển giáo đi cùng, để Thái Ất chân nhân thiếu ân tình của Tam Tiên Đảo, miệng hạ lưu tình ở bên trong sát kiếp sau đó, cũng là một phần nhỏ an bài thuận thế mà làm của Lý Trường Thọ. Trải qua mấy trình tự làm việc này, một thai linh chuẩn bị chào đời, liền hoàn mỹ ra đời. Dương Tiễn hỏi, như vậy nên chọn cha mẹ của Linh Châu tử như thế nào? Bần đạo đi tìm nữ tiên làm đạo lữ. Thái Ất chân nhân lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo yêu thương cùng với áy náy nồng đậm. Đồ nhi, nhi tử, đây có gì khác nhau? Dương Tiễn nhỏ giọng thầm thì, chỉ bằng nghiệp chứng sư thúc tích tụ trong miệng mấy năm nay, chỉ sợ là không thể sinh ra. Đệ tử tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút. Ngọc Đỉnh chân nhân khuyên nhủ, sư huynh ngươi liền đừng có làm loạn thêm, hết thảy đều có trường canh ở đây, để trường canh an bài là được. Thái Ất chân nhân nhất thời có chút tiếc nuối, lộ thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trường canh, việc này chỉ cần có thể làm thành, sư huynh thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Sư huynh khách khí. Lý Trường Thọ cười nói, ta là muốn làm như thế này, cải tạo nguyên thần của Linh Châu tử thành thai linh, cùng với luyện hóa pháp lực bản thể gánh chịu, đều không phải công việc một ngày. Chuyện chuyển sinh thành nhân tộc này cũng không khó, ta lại đi địa phủ một chuyến, chọn một đôi phu phụ có tư chất tốt nhất bên trong nhân tộc, như thế cũng có thể tăng thêm càng nhiều trợ lực cho Linh Châu tử tu hành. Hiện tại, kỳ thật còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất. Mấy tiên lập tức nghiêng tai lắng nghe, trong mắt tràn đầy lo lắng. Những kế hoạch này đều là do chúng ta định ra. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một tiếng, nghiêm mặt nói, chúng ta có thể cung cấp phương pháp, cung cấp trợ lực, nhưng cuối cùng vẫn phải do Linh Châu tử tự mình đưa ra quyết định này. Chúng ta tận lực đừng có can thiệp, cho vãn bối tự do lựa chọn con đường của mình, chính là sự tôn trọng tốt nhất dành cho họ. Mấy vị tiên nhân từng người gật đầu. Thái Ất chân nhân lộ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú thiếu niên trong động. Thái Ất chân nhân nói, kỳ thật y tầm thường cũng không có việc gì, bần đạo cũng không cần đệ tử giữ thể diện. Lý Trường Thọ cười khẽ, dưới đáy lòng lại là không nhịn được phàn nàn vài câu. Thiên đạo thật đúng là hảo thủ đoạn. Vấn đề của Linh Châu tử cũng không phải là tiên thiên không đủ đơn giản như vậy, một chút đạo cơ y khuyết thiếu lúc này. Trước đây vào lúc Lý Trường Thọ mang Linh Châu tử đi thiên đình, rõ ràng vẫn còn ở đó thiên đạo, lão kiềm chế, gió thổi bên tai, linh khí vờn quanh người, dưới thân dường như có một cái đệm mềm, như là nằm trên đám mây vậy. Linh Châu tử giật giật mí mắt, phong cấm xung quanh nguyên thần chậm rãi tiêu tán, chính là đang nằm trên đám mây. Bên cạnh, một vị lão đạo lẳng lặng ngồi ở kia, mặt mũi hiền lành, mày trắng tóc trắng, tất nhiên là thân hình khuôn mặt của lão thần tiên không thể quen thuộc hơn được. Sư thúc, Linh Châu tử nhẹ giọng hô hào, tiên lực chảy xuôi, cảm giác mệt mỏi trên người đã biến mất không thấy, vào giờ phút này chậm rãi ngồi dậy. Bọn họ tựa như đang ở trên đường mây từ Càn Nguyên Sơn trở về thiên đình, y hệt năm đó khi mình được sư thúc đưa đến thiên đình, tâm cảnh như thế nào? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Linh Châu tử run lên, cảm xúc u ám trong nội tâm một lần nữa tràn ngập ra, chán nản thở dài, co chân lại ngồi ngay ngắn, lại không để nổi tinh thần. Y cười khổ, thấp giọng nói, sư thúc, Linh Châu đã làm cho ngài thất vọng, ngươi kỳ thật không có làm cho bất luận kẻ nào thất vọng. Không cần nói lời như vậy. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, khiến ngươi cảm thấy thất vọng chỉ là bản thân ngươi mà thôi. Ngươi có nhớ ta dẫn ngươi đi thiên đình là để làm gì? Linh Châu tử cẩn thận suy tư một hồi, đáp, là sư phụ nhờ sư thúc mang ta đến thiên đình lịch luyện, tăng một chút khí khái nam nhi. Ngươi bây giờ còn thiếu khí khái nam nhi. Lý Trường Thọ cười hỏi ngược một câu. Linh Châu tử không khỏi lại lâm vào suy tư. Lý Trường Thọ ôn hòa nói,
mấy trăm năm rất dài, mấy trăm năm cũng rất ngắn. Thiên địa này từ cổ chí kim, có quá nhiều sinh linh đi qua, nhưng người cuối cùng lưu lại ký hiệu của chính mình tại hồng hoang, lác đác không có mấy. Thế nhân ngưỡng mộ, tất cả đều ngưỡng mộ những người ngồi trên vị trí cao đó, người ngồi trên vị trí cao hồng hoang, thế nhưng đều là bên thắng tại viễn cổ, thượng cổ. Cho nên, đản sinh ở trong thiên địa này, bị bên thắng này quan sát rất lâu, sinh linh đều sẽ có cảm giác bị đè nén, cho nên, phần tâm cảnh này của ngươi, không chỉ là ngươi có, sinh linh đều có, ngươi bởi vì đạo cảnh không có cách nào tăng trưởng mà sinh ra buồn khổ, không chỉ là ngươi có, sinh linh đều có linh châu tử, lập tức sửng sốt Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đung đưa phất trần trong tay, để mây bay chậm hơn một chút, cho linh châu tử một ít thời gian tiêu hóa, để cho linh châu tử mang theo tiếc nuối cùng với thất lạc chuyển thế thành Na Cha, như vậy tuyệt đối sẽ lưu lại tiếc nuối. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng đạo cảnh tự thân, tính tình gì đó Lý Trường Thọ còn là nghĩ đến, về sau vị sư điệt này, vô luận được gọi là Linh Châu Tử cũng được gọi là Na Cha cũng được, cũng đều có thể vui vẻ cùng lúc đó, ở bên trong động phủ Càn Nguyên Sơn ba vị chân nhân xiển giáo, ngồi vây quanh ở xung quanh một bàn cờ, trên bàn cờ dùng vân kính thuật hiện ra hình ảnh đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, cùng với Linh Châu Tử cưỡi mây trở về thiên đình, vào giờ phút này biểu tình trên mặt Thái Ất chân nhân, dị thường xấu hổ không có so sánh. Liền không có thương tổn Ngọc Đỉnh chân nhân vừa rồi còn thấp giọng mắng một câu, nhìn đi, đây mới là khuyên bảo vãn bối. Hoàng Long chân nhân cũng là sợ Thái Ất không có mặt mũi xuống đài, cười ha hả an ủi, Thái Ất sư đệ đừng có chú ý, bản lĩnh của trường canh ta ngươi đều là biết được, không so được, không so được. Thái Ất chân nhân giang hai tay, cảm khái nói, thật sự, khác nghề như cách núi. Nghe Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Linh Châu Tử sư điệt mở miệng, Thái Ất ngừng thở, thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra tư thái khiêm tốn thỉnh giáo ở bên trên đám mây kia. Linh Châu Tử nhỏ giọng hỏi, nhưng sư thúc, nếu không đi đến chỗ cao, người khác không thấy thân hình ngươi, lại làm thế nào lưu lại ký hiệu ở trong thiên địa? Lý Trường Thọ cười nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là vì nổi danh, vì để cho người ngưỡng vọng, mà cố gắng tu hành, trở lên mạnh lên. Sư phụ nói, tu hành là để tìm chân tìm đạo tìm bản thân, để hiểu ý nghĩa của chúng sinh, ta đang hỏi ngươi, không phải hỏi Thái Ất sư huynh dạy ngươi cái gì. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, ngươi tu hành, là vì chuyện gì? Vào lúc ngươi cấp thiết muốn nghênh đón kim tiên kiếp, bước vào kim tiên cảnh, dưới đáy lòng khát vọng nhất là cái gì? Lông mày thanh tú của Linh Châu Tử hơi cao lại. Lý Trường Thọ không nóng không vội, tiếp tục chờ đợi, bên miệng vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp. Đám mây chậm rãi thổi qua bầu trời xanh thẳm. Đại khái một lát sau, Linh Châu Tử nhỏ giọng nói, đệ tử cũng không biết, ha 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 ha. Lý Trường Thọ cười to thoải mái, phất trần khẽ vẫy, nhẹ nhàng đánh một cái vào cái trán Linh Châu Tử, đây mới là vấn đề tâm cảnh của ngươi. Ngươi cũng không biết chính mình vì sao muốn đi trường sinh, muốn đi cầu đại đạo, đơn thuần là cảm thấy, đó là tốt, là chính xác, liền bước lên con đường tu hành. Khi chính mình tu hành lâm vào khốn cảnh, bạn tốt bên người lại một đám thuận lợi đột phá, nội tâm liền có chênh lệch Linh Châu. Ngươi kỳ thật không phải là bởi vì không có cách nào đột phá mà khốn đốn, cũng không phải bởi vì chính mình không bằng bạn tốt bên người mà thất lạc. Ngươi chỉ là đang lo lắng, chính mình không đủ mạnh, không thật sự lợi hại, còn có thể được những người bạn trước đây tán thành hay không. Chuyện này liên lụy đến một cái vấn đề, ngươi đến cùng sống vì cái gì? Ở trên mây, Lý Trường Thọ chậm rãi phân tích từng điểm, dẫn dắt Linh Châu Tử thoát khỏi tình trạng khó khăn. Ở bên trên Càn Nguyên Sơn, bên trong Kim Quang Động, Thái Ất chân nhân liên tục cảm khái, đứng dậy đi qua đi lại, vung tay lên, cầm một miếng vải đỏ, viết một phương tinh kỳ, trên đó viết, chỉ dẫn thiếu niên lạc đường, giác ngộ sau đêm dài tu đạo thế nào. Thái Ất chân nhân tán thưởng không thôi, bản lĩnh khuyên người của trường canh sư đệ, cân đối với thần thông ngoài miệng của bần đạo, thật là tốt biết bao. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nhìn chăm chú vào hình ảnh bên trong vân kính. Suy nghĩ về mỗi lời Lý Trường Thọ nói với Linh Châu Tử. Khi Lý Trường Thọ nói đến, bởi vì ngươi chỉ có trước tiên để cho chính mình mạnh lên, mới có thể đi chiếu cố người khác, liền giống với mấy người phàm đang đi, trong đó có một người rơi xuống nước kêu cứu, chỉ có người bơi giỏi mới có thể xuống nước cứu người, nếu không sẽ hy sinh vô ích. Vào lúc xây dựng lý tưởng nhân sinh cùng với tín điều của chính mình, nhất định phải chú ý, lấy giúp người làm niềm vui nhưng lượng sức mà đi, thiện chí giúp người nhưng không thể ôm tất cả vào người. Ngươi không cần vì khốn cảnh của người khác không phải là do ngươi gây nên mà cảm thấy tự trách, nhưng ngươi có thể vào lúc chính mình đủ khả năng, bảo hộ một ít kẻ yếu lâm vào khốn cảnh, ngươi phải nhớ kỹ, đạt được người khác tán thành, từ đó thu hoạch được thỏa mãn tâm thần, kỳ thật bản chất chỉ là một loại phương thức lấy lòng chính mình. Linh Châu Tử hỏi lại, như vậy theo sư thúc nói, kẻ yếu liền không có tư cách đi trợ giúp kẻ yếu khác sao? Đây chính là một vấn đề khác, như thế nào là cường giả, như thế nào là kẻ yếu? Linh Châu Tử đáp nói, bên trong hồng hoang, tất nhiên là lấy thần thông pháp bảo xác định mạnh yếu, đây chính là địa phương không hợp lý nhất của hồng hoang. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn thiên khung, ánh mắt bình yên, chậm rãi hỏi, nếu có một sinh linh, công tham tạo hóa, lực lượng đạt tới đỉnh sinh linh, lại dựa vào pháp lực tự thân, ức hiếp kẻ yếu, ức hiếp phàm nhân, nghiền ép phàm nhân, ham danh vọng tự thân, đây là cường giả? Linh Châu Tử tạm thời không đáp được. Lý Trường Thọ lại hỏi, lại có một sinh linh, tuy chỉ là linh trí nửa mở, ăn lông ở lỗ, nhưng vì sinh tồn, thủ hộ mấy tộc nhân ở trong động của chính mình,
có can đảm đối đầu với dã thú mạnh hơn bản thân, đây là kẻ yếu. Chuyện này, cường giả chân chính, ở chỗ tự cường, tự lập, tự hạn chế, ngọn lửa trong đáy lòng vẫn luôn không tắt, không sợ khốn cảnh, không sợ gian nan, không vì việc thiện nhỏ mà không làm, không bởi vì việc ác nhỏ mà làm, có thể đi đến vị trí tương đối cao bên trong thiên địa, có được thực lực che chở kẻ yếu, sử dụng lực lượng của bản thân, vẽ ra một ranh giới, để sinh linh có pháp lực cao thâm không dám tùy ý ức hiếp nhỏ yếu, đây mới là cường giả Linh Châu. Sư thúc hy vọng, ngươi về sau có thể trở thành một vị cường giả chân chính. Lý Trường Thọ dừng lại một chút, đưa tay vuốt vuốt đầu Linh Châu Tử, cười nói, nan đề trên tu hành của ngươi, Thái Ất Sư Huynh đã giúp ngươi nghĩ ra biện pháp, sau đó sẽ nặn lại nhục thân cho ngươi, giúp ngươi từng bước vươn tới bầu trời, nhưng ngươi cần cường đại hơn, là đạo tâm, mà không phải đạo cảnh, tu đạo cuối cùng, chẳng qua là tu tâm, đạo hạnh cuối cùng, quy về đức hạnh, đây là Thái Thanh chân ý, hy vọng ngươi có thể tự mình tìm hiểu. Linh Châu Tử đứng dậy, cúi đầu thật sâu đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thản nhiên tiếp nhận, căn dặn y đi vào cáo biệt bạn bè trong thiên đình, cũng giải thích cặn kẽ quá trình y phải trải qua sau đó, hẹn ngày bắt đầu, trợ giúp y chuyển thế tái tạo nhục thân. Một lúc sau đợi Linh Châu Tử thức tỉnh, nơi nào còn có thân ảnh Lý Trường Thọ. Ở xa xa Trung Thiên Môn, Linh Châu Tử dập đầu mấy cái đối với thiên môn, sau đó đứng dậy đứng trên đám mây, thoáng có chút hoảng hốt, tiêu hóa lời nói của Lý Trường Thọ cường giả. Linh Châu Tử nhẹ giọng lầm bầm, trong mắt tràn đầy suy tư, mà ở bên trong kim quang động Càn Nguyên Sơn, ba vị chân nhân vào giờ phút này cũng là lộ vẻ mặt trầm tư. Ngọc Đỉnh chân nhân thậm chí có điều cảm ngộ, lâm vào ngộ đạo chi cảnh, tu đạo cuối cùng chẳng qua tu tâm, đạo hạnh cuối cùng quy về đức hạnh. Thái Ất chân nhân không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng có chút run rẩy, thầm than trong đáy lòng, hai người đồ đệ này của Thái Thanh đại sư bá, quái vật đạo cảnh tại Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hy vọng những lời nói đường hoàng này của mình có thể giúp đỡ Linh Châu Tử một ít định nghĩa đối với cường giả kẻ yếu. Thật ra là có chút hẹp hòi, nhưng Lý Trường Thọ cũng không dám tùy ý truyền bá tinh thần hy sinh quên mình vì người khác tại Hồng Hoang. Những tiên theo đuổi tu hành, theo đuổi siêu thoát, so với phàm nhân bên trong phàm tục bây giờ, đã là có chút đơn thuần. Hắn dám nói, Linh Châu Tử liền thực sự có can đảm tin. An bài một vị tiểu sư điệt thật sự phiền toái. Sau đó mới dễ dàng dựa vào sự tình giúp Linh Châu Tử luyện hóa pháp lực, đi Tam Tiên Đảo ở một chút thời gian, cũng không biết phía Công Minh lão ca đã tìm hiểu Càn Khôn Xích như thế nào. Duỗi lưng một cái, Lý Trường Thọ đứng dậy tự ghế bành, đổi một thân trường bào màu tràm, buộc lên đạo cô, ngụy trang khuôn mặt, lặng yên rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Trước khi đi, Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là mời lão sư ban thưởng ly địa diễm quang kỳ, bảo hộ ở bên người Linh Nga không có cách nào. Mặc dù Linh Nga mặt ngoài đã thành cháu gái đạo tổ thích nhất, về sau nằm bay tại Hồng Hoang cũng đều không có ai dám tính kế, nhưng vì lý do ổn thỏa, vẫn là phải làm tốt việc phòng hộ, nếu không, mang nàng ra bên ngoài dạo chơi. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trước đây hắn vẫn luôn không muốn Linh Nga tham gia sự tình phong thần, dù là nửa điểm, cũng đều cảm thấy đối với nàng mà nói là quá mức nguy hiểm. Đây vốn là kiếp nạn nàng có thể hoàn mỹ tránh đi, một khi liên lụy vào trong đó chính là tai bay vạ gió đơn thuần. Nhưng một màn ông nội chiếu cố cháu gái mà đạo tổ sư tổ giàn dựng trước đây, đã làm cho Linh Nga cùng với phong thần đại kiếp có liên quan yếu ớt, không có cách nào thoát thân. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết được Linh Nga và hắn là một thể, lại giấu đi Linh Nga, chẳng bằng mang theo nàng Linh Nga đi ra ngoài tản bộ, như vậy ngược lại có thể hóa giải một ít hoài nghi của đạo tổ đối với hắn. Vậy liền để Ngọc Đế bệ hạ đợi thêm một chút đi, cũng may trước đây không có đề cập tới sự tình đi ra ngoài với Ngọc Đế, bằng không vị ở Lăng Tiêu Bảo Điện lúc này kia e là đã không nhẫn nại được. Thế là Lý Trường Thọ lại nằm xuống một lần nữa, tâm thần na di qua lại ở trong thiên địa, tâm niệm vừa mới khởi đã là thần du bên ngoài thiên địa, cảm xúc cổ động chạy tới đánh cờ hai ván với Bạch Trạch. Ở trong thời gian bây giờ, lúc bước chân đại kiếp càng ngày càng gấp rút, quả thực là lúc rảnh rỗi nên tranh thủ một hồi. Thế là vào 3 tháng sau, Linh Châu, phương pháp này là có khả thi, nhưng nó cũng có một số nhược điểm. Sau khi ngươi hóa thành thai linh là không có cách nào bảo tồn ký ức, lúc này cần đem ký ức và pháp lực của ngươi biến thành một khỏa bào châu khác, đợi sau khi ngươi chuyển thế ổn định nguyên thần lại trả lại phần ký ức này cho ngươi. Hơn nữa trong đó chắc chắn có nguy hiểm khác, nói không chừng sẽ có vấn đề ở một khâu nào đó. Tổng thể mà nói, đại khái cũng chỉ có khoảng 6-8 thành nắm chắc có thể khiến ngươi an ổn tái tạo nhục thân, chẳng qua đảm bảo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ở một bên thiên hà, Linh Châu Tử nhớ tới những gì Trường Canh sư thúc nói trước đây, hơi có chút xuất thần. Phía sau y cách đó không xa, Ngao Ất cố ý chạy đến Từ Long Cung để từ biệt, cùng với Biện Trang bị cấm túc không thể rời đi thiên hà, đang thở dài thở ngắn ở kia. Biện Trang lau lau khóe mắt, cưỡng ép lộ ra một chút tươi cười, thấp giọng nói, Tam đệ, ngươi đừng lo lắng, đây không phải là sau khi chuyển thế vẫn có thể chậm rãi khôi phục ký ức sao, ngươi vẫn là ngươi, không có gì thay đổi. Nói xong, Biện Trang vụng trộm đá Ngao Ất đang có chút mất tập trung, xuất thần ở trước đống lửa. Ngao Ất hiểu ý, cười nói, tên gia hỏa này nói rất đúng, chỉ là cải tạo thân thể cho ngươi, chuyển thành tiên thiên đạo khu nhân tộc chân chính, đây là chuyện tốt. Ta biết. Linh Châu Tử xoay người lại, biểu tình có chút nhẹ nhõm, cười nói, hai vị ca ca, đa tạ những năm gần đây chiếu cố,
Bất kể như thế nào, Linh Châu Tử cuối cùng sẽ vẫn là Linh Châu Tử, cho dù mất một chút ký ức thì vẫn là nghĩa đệ của hai vị ca ca. Xem ngươi nói cái gì kìa, Viện Trang lau lau nước mắt, quay đầu lẩm bẩm, khiến cho ta thương cảm. Đến, uống rượu ngao. Ất lấy từ trong tay áo ra ba hũ Long Cung đặc khúc, ném cho từng người một vò, ba người bèn nhìn nhau cười, mở vò rượu ngửa đầu uống rất nhanh, chính là ba tiếng. Khả Ngao Ất cười thán, nam nhi tốt nên có ý chí cứu thiên, về sau ba người huynh đệ chúng ta trùng phùng tại thiên đình, cũng không biết sẽ là tình hình nào. Viện Trang nói, ngươi không phải nói, chuyển nhục thân cộng thêm đầu thai, đại khái chỉ cần mấy trăm năm sao? Mấy trăm năm rất nhanh, một cái chớp mắt liền qua. Linh Châu Tử cười nói, hết thảy đều có sư thúc hỗ trợ, hẳn là sẽ không có sơ suất gì, hai vị ca ca không cần phải lo lắng. Tam đệ, ngươi thật sự không đi Nguyệt Cung cáo biệt? Ngao Ất thấp giọng hỏi, Nguyệt Cung trước đây có tiên tử tới nói, Thỏ Ngọc đã khóc sưng hai mắt lên, nhưng bị Thái Âm Tinh Quân cấm túc, không thể tới cáo biệt với ngươi. Chuyện này Linh Châu Tử gãi gãi đầu, ta cũng không biết, chợt thấy đạo vận lưu chuyển dưới đáy lòng, lại ngửi thấy bóng dáng âm dương thái cực đồ, tìm được khí tức của trường canh sư thúc nhà mình, ngưng tụ thành một chữ to trong đạo tâm y. Đi được Linh Châu Tử thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta đi xem Thỏ Ngọc một chút. Cáo biệt nàng, Ngao Ất cùng với Viện Trang hai mắt tỏa sáng, có chút sợ hãi thán phục quyền thần thiên đình bình thường nào đó, lần đầu tiên nếm thử đạo vận truyền chữ, lộ ra nụ cười thản nhiên. Xác thực rất thoải mái. Thế là hai canh giờ sau, Ngao Ất hóa thành thanh long, nâng Linh Châu Tử đến phía trước Quảng Hàn Cung. Ở phía trước Quảng Hàn Cung, trên phiến lá như tiên đảo trên cây nguyệt quế kia, mấy trăm vị thường nga lẻ loi tản mát, từng người chờ đợi tình hình. Nơi đây có mấy vị nữ tiên cầm gương đồng lên, thiên đình ở các nơi cũng liền biết được sự tình phát sinh ở nơi đây. Linh Châu Tử nhảy xuống lưng thanh long, chắp tay nói tạ đối với Ngao Ất, sau đó bước nhanh đi đến phía trước cửa cung Quảng Hàn Cung. Một thân đạo bào trắng xanh giao nhau che đi cơ bắp cường tráng của y, nhưng dây cột tóc cố ý đeo trên đầu kia lại khiến khuôn mặt y càng thêm thanh tú. Có sao nói vậy, trong mắt không ít tiên nữ tràn đầy sáng ngời. Linh Châu Tử đi đến phía trước bậc thang cửa cung, tiến lên một bước, động tác lại có chút khập khiễng. Ở phía sau, Ngao Ất trốn ở trong lông bờm của Viện Trang, nhỏ giọng la lên, đừng do dự, đi lên. Đi lên là xong. Linh Châu Tử ngậm miệng, dậm chân một cái, trực tiếp nhảy đến phía trước cửa cung, đưa tay đập gõ cửa, nhỏ giọng la lên, có tiên ở đây không? Ở các nơi cây nguyệt quế, mấy trăm thường nga phần lớn che miệng cười khẽ. Trong Quảng Hàn Cung, trên sân thượng bên hồ nơi Lý Trường Thọ đã từng mang Linh Châu Tử đến, Thỏ Ngọc đang ngồi quỳ chân ở bên trên nệm êm, nghe thấy tiếng hô nhỏ này, vai lập tức khẽ run, lập tức nhảy dựng lên, chủ nhân, Linh Châu Tử đến rồi. Ngồi xuống, hàng nga tiên tử bên cạnh chậm rãi nói một câu, đã quên tỷ tỷ ta trước đó đã nói cái gì với ngươi. Nhưng, thế nhưng, Thỏ Ngọc nâng lên khóe miệng, ủy ủy khuất khuất quỳ ngồi về tại chỗ, ngươi nha, chính là quá ngu ngốc. Hàng nga gặm hạt dưa, dưới lớp váy mỏng, hai bàn chân mảnh khảnh bắt chéo, thở dài, Linh Châu Tử này chính là một hạt châu đầu óc chậm chạp, ngươi lại là một con thỏ nhỏ nhát gan, ngươi vẫn muốn tiếp tục làm hảo huynh đệ với hắn. Chuyện này, chủ nhân, chúng ta chơi rất vui vẻ. Hằng Nga nói, như vậy ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Linh Châu Tử lần này chuyển thế tái tạo nhục thân, sinh ra tình cảm cùng với Hồ Điệp tiên tử, Bách Hoa tiên tử gì đó, bị người khai khiếu, bị người chiếm thân, trong đáy lòng ngươi nghĩ như thế nào? Hoặc là lần này liền xác định rõ danh phận, hoặc là lần này liền chặt đứt quan hệ, tránh cho sau này chính mình đau khổ. Thỏ Ngọc run lên, quỳ ngồi ở kia suy tư một hồi, hốc mắt bất giác có nước mắt lăn dài. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài Quảng Hàn Cung truyền đến tiếng hô to của Linh Châu Tử, Thỏ Ngọc, ngươi có ở bên trong không? Ta là tới cáo biệt ngươi, ta muốn đi tu hành một lần nữa, mấy trăm năm sau mới có thể trở về. Ta còn muốn chuyển thế đầu thai, về sau không biết có còn là Linh Châu Tử hiện tại hay không. Ta cũng không biết chính mình muốn nói gì. Ta muốn trở nên mạnh hơn, biến thành cường giả chân chính. Ta phải bảo vệ kẻ yếu, xác định ranh giới cho sinh linh tùy ý làm bậy. Ta muốn được toàn bộ sinh linh tán thành. Qua nhiều năm như vậy, đa tạ ngươi đã chiếu cố. Ngày tháng tại thiên đình, ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ta nhất định sẽ lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta, mang theo bọn chúng trở nên mạnh lên. Ta nhất định, Linh Châu Tử nói đến nghẹn ngào, chính mình cũng đều có chút kinh ngạc khi cảm thụ được tâm cảnh của chính mình. Dùng cánh tay lau đi nước mắt trên mặt, đại môn Quảng Hàn Cung đóng chặt, quang mang đại trận lẳng lặng chảy xuôi. Linh Châu Tử hít vào một hơi, để cho chính mình lộ ra nụ cười trước đó, vái chào một cái đối với đại môn, quay người nhảy trở về trên lưng thanh long. Đại ca, chúng ta trở về đi, cũng đã cáo biệt. Viện Trang nói, chờ một chút đi. Đi thôi, Linh Châu Tử cúi đầu nói, nàng khẳng định là giận ta. Thân thể thanh long chậm rãi lắc lư, thân hình chậm rãi du tẩu ở dưới cây nguyệt quế, đảo mắt đã là sắp bay ra phạm vi Thái Âm Tinh. Ngao Ất dừng lại. Viện Trang đột nhiên hô to, ra rồi, Thỏ Ngọc ra rồi. Linh Châu Tử ở phía trước Quảng Hàn Cung, thiếu nữ quên mang đồ trang sức, tay thỏ cao giọng hô hào, ta sẽ không quên ngươi. Chúng ta là hảo huynh đệ, cả một đời. Linh Châu Tử xoay người lại, nâng lên quyền trái đối với Quảng Hàn Cung, ở xa xa thiếu nữ kia không cầm được nước mắt, nhẹ nhàng vung nắm đấm nhỏ về phía Linh Châu Tử. Trong Nhân Duyên Điện, một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ bưng phất trần,
cưỡi mây trắng bình tĩnh mà đến, tiến hành một cuộc nói chuyện thân mật với Nguyệt lão. Họp định hướng công việc như vậy là được rồi sao? Tại Tam Tiên đảo, nghênh khách lâu mấy vị tiên tử trên đảo nhìn chung quanh, ba vị tiên nhân xiển giáo tới nơi đây cầu hỗ trợ phía trước tràn đầy câu nệ, cũng chỉ có đệ tử nhân giáo nửa khách nửa chủ Lý Trường Thọ này, ngồi ở chủ vị vô cùng an ổn nhà Vân, không cần câu nệ ở chính giữa phòng khách, Hỗn Nguyên Kim Đấu tản ra kim quang nhu hòa, Vân Tiêu tiên tử đứng yên bên cạnh đang đặt câu hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Trường Thọ, lại đem một hạt châu, một đạo hư ảnh nguyên thần, ôn nhu thả ra từ bên trong kim đấu. Vân Tiêu tự biết sự chiếu cố cùng với coi trọng của Lý Trường Thọ đối với Linh Châu Tử, động tác lúc này có chút nhu hòa, sợ đả thương thần hồn Linh Châu Tử đã là hết sức yếu ớt Thái Ất chân nhân, vội vàng hướng về phía trước, lấy ra bảo châu cùng với hộp gấm uẩn hồn đã sớm chuẩn bị xong, cẩn thận thu hồi thần hồn Linh Châu Tử cùng với khối linh thạch kia, lại quan sát kỹ một hồi, nhẹ nhàng thở ra thật dài, đại công có thành. Linh thạch này là bản thể Linh Châu Tử, lúc này ẩn chứa ký ức, pháp lực cùng với đạo cảnh của Linh Châu Tử, thần hồn kia còn phải tiếp tục ôn dưỡng. Thái Ất muốn ở trong thời gian có hạn, cho nó đủ nhiều chỗ tốt, sau đó lại đi vào bên trong luân hồi tháp hóa thành thai linh, đầu thai chuyển thế thành nhân tộc. Trình tự mấu chốt nhất trong đó, chính là bước Lý Trường Thọ gọi là phân tách. Có thể làm được điểm này, nhìn như đơn giản, kỳ thực tương đối không dễ, đầu tiên phải có Vân Tiêu tiên tử xuất thủ tương trợ, còn phải có trình tự tỉ mỉ do Lý Trường Thọ chế định, lại có tiên thiên cực phẩm linh bảo độc nhất trong thiên địa như Hỗn Nguyên Kim Đấu. Đương nhiên, kế tiếp liên quan tới ôn dưỡng thần hồn, Lý Trường Thọ cũng có một bộ đề nghị ôn dưỡng đầy đủ. Trước đây đã giao cho Thái Ất chân nhân Linh Châu Tử chuyển thế Na Cha, có thể hay không bởi vì vậy mà quá mạnh. Chỉ cần đạo không mất tâm, tất nhiên là càng mạnh càng tốt, cao nhất cũng chỉ là trình độ không sai biệt lắm với Dương Tiễn, loại mà ngã xuống từ trên mây cũng không chết kia. Dương Tiễn, Na Cha, Phong Thần Xiển Giáo đội ngũ tiểu tướng trận doanh Trung Quốc, đã có hình thức ban đầu Lý Trường Thọ, nhớ lại điểm chính trong kế hoạch của mình nuôi chấn tử, Hoàng Thiên Hóa kia đều đã ở trong nhật trình, Thổ Hành Tôn tùy thuộc vào tình hình để định hình lại nhân cách của mình, giống như Dương Nhâm, Kim Cha, Mộc Cha này, Lý Trường Thọ an bài liền tương đối buông lỏng, dù sao hạn mức cao nhất của bọn họ là kém xa Dương Tiễn, Na Cha lại trở về hiện tại. Thái Ất chân nhân thu hồi bảo châu cùng với cẩm nang, vái chào thật sâu đối với Vân Tiêu tiên tử, cảm ơn đạo hữu, cảm ơn đạo hữu. Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, hơi nhẹ nhàng chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, ra hiệu hắn tới ứng đối. Thái Ất sư huynh khách khí, Lý Trường Thọ đứng dậy, ôn hòa nói, hết thảy thuận lợi liền tốt, chuẩn bị trước khi chuyển thế cũng vô cùng quan trọng, nhất định không thể xảy ra sai sót gì. Ái Thái Ất chân nhân cười khổ nói, vì đồ nhi bảo bối này của bần đạo, trường canh ngươi cũng là suy nghĩ nát lòng, phải chăng cần bần đạo sớm đi tìm kiếm gia đình phàm tục mà y chuyển thế, nếu không âm thầm bồi dưỡng một chút tăng tổ phụ mẫu của chuyển thế thân Linh Châu Tử. Vài tiếng líu ríu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ở bên cạnh cố nén cười, Hoàng Long chân nhân và Ngọc Đỉnh chân nhân đi đến đây cùng với Thái Ất cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cũng không thể nói mình đã âm thầm an bài hết thảy, càng không khả năng điểm ra, thiên đạo đã có kịch bản hoàn chỉnh. Hắn cười nói, sư huynh, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ta viết hai lá thư, ngươi đi đến U Minh địa phủ một chuyến trước, phân biệt giao cho Tần Nhiễm Vương cùng với tháp chủ luân hồi tháp địa tạng tiến hành định ra việc này. Ngươi là đại tiên xiển giáo, lại có thần quyền của ta, chắc hẳn địa tạng kia cũng sẽ không làm khó, như thế rất tốt. Thái Ất chân nhân giơ ngón tay cái cười nói, vẫn là trường canh ngươi hiểu lạm dụng thần quyền như thế nào, bằng không ô. Ngọc Đỉnh chân nhân nhanh tay lẹ mắt phong bế miệng Thái Ất, mấy vị tiên tử trong lầu các nhịn không được cười ra tiếng. Vốn dĩ Linh Châu Tử chuyển thế trùng tu còn có chút bi thương nhàn nhạt, nhưng sau đợt này liền hoàn toàn không có Tam Tiên Xiển Giáo, lại không ngừng biểu đạt cảm ơn đối với Vân Tiêu. Vân Tiêu chỉ là ôn nhu ứng đối, không nói thêm cái gì, cũng không mưu đồ báo đáp gì, dù sao cũng là Lý Trường Thọ tự mình mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không có nửa phần từ chối. Đợi Lý Trường Thọ viết thư xong, Thái Ất chân nhân liền lôi kéo Hoàng Long cùng với Ngọc Đỉnh chạy tới U Minh giới. Thái Ất ngược lại là không cưỡng cầu Lý Trường Thọ cùng nhau đi tới, có thư của hắn đã là đầy đủ, nhưng Vân Tiêu tiên tử lại ở trong đó nhìn ra một chút chỗ không bình thường. Sau khi đám người Thái Ất đi, trên bãi biển sạch sẽ của Tam Tiên đảo, lúc Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu sóng vai dạo bước, Vân Tiêu hỏi ra nghi hoặc của mình, vì sao không tự mình đi địa phủ, tựa hồ lần này ngươi làm việc có chút không ổn thỏa. Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, nói, có muốn đoán xem không, ta vẫn luôn không thông minh bằng ngươi. Vân Tiêu ôn nhu nói một câu, trong mắt lại mang theo một chút oán trách. Lý Trường Thọ vội nói, bạn đang xem sư huynh a, sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Ta đây chính là một chút thông minh nhỏ, Vân ngươi mới là đại trí tuệ, kỳ thật chuyện này ta không cần phải để ý đến quá nhiều, có khả năng giúp đỡ Linh Châu Tử đều đã giúp. Đôi mắt đẹp của Vân Tiêu lộ ra mấy phần vẻ suy tư, ngón tay nhỏ nhắn viết chữ thiên ở bên trong tay áo. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, Vân Tiêu lập tức sáng tỏ việc này là thiên đạo thôi động ở sau lưng Lý Trường Thọ, chẳng qua là ở vị trí thích hợp, đóng vai nhân vật thích hợp, lại tận khả năng cho Linh Châu Tử chỗ tốt. Ngươi, Vân Tiêu đưa tay giữ chặt cánh tay của Lý Trường Thọ, động tác đã vô cùng tự nhiên, trong mắt mang theo vài phần lo lắng và quan tâm. Nàng lo lắng Lý Trường Thọ tính kế quá nhiều, nghĩ quá nhiều,
luôn sợ hắn quá mệt mỏi, lại không chịu nói chuyện với người khác. Vân Tiêu hỏi, đại kiếp qua đi, liền có thể an tâm sao? Nào có dễ dàng được sống yên ổn như vậy. Lý Trường Thọ cười nói, tính tình của ta vẫn còn có chút cổ quái, nếu như dễ dàng đạt được an ổn, tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, cảm thấy đó có thể là bẫy dập gì. Nếu làm việc vất vả, cuối cùng có thể đạt được một góc an ổn an sổi ở thì, ta mới sẽ cảm thấy vô cùng chân thực, có thể yên tâm ở bên nhau lâu dài với các ngươi. Có lẽ là lời nói của hắn quá mức ôn nhu, Vân Tiêu vô ý thức khẽ rời tầm mắt, không dám nhìn hắn, chỉ sợ đạo tâm sẽ tan chảy ở trong mắt hắn. Hai người dạo bước một hồi, liền đi đến nghỉ ngơi dưới bóng râm bên bờ biển, ngâm thơ vẽ tranh, khải đàn đánh đàn, hơi nước hóa thành mây mù, linh khí như gió thoảng, khiến khoảng cách giữa hai người xích lại từng chút một. Sau đó quần áo chạm vào nhau, da thịt trở nên gần gũi bất giác. Lý Trường Thọ đã gối lên đùi Vân Tiêu, nhắm mắt khẽ thở dài, ngón tay nhỏ nhắn của Vân Tiêu luồn vào mái tóc dài của hắn, buộc cho hắn tóc đuôi phượng của nữ tử, ý cười trên khóe miệng càng đậm hơn một chút. Linh Nga độ kiếp thuận lợi chứ? Nàng ôn nhu hỏi. Kỳ thật đã sớm biết quá trình, chỉ là muốn biểu đạt sự quan tâm và lo lắng của bản thân đối với Linh Nga. Tất nhiên là thuận lợi, Lý Trường Thọ nói, sư tổ cũng đều tự mình ra mặt hộ giá hộ tống cho nàng, như vậy còn có thể có cái gì không thuận lợi? Nói đến chuyện này ta liền có chút bận tâm. Ồ, bận tâm chuyện gì? Sợ Linh Nga bay lên, Lý Trường Thọ cười nói, sau đó ta chuẩn bị mang nàng ra ngoài kiến thức nhiều hơn, dù sao hiện tại có đạo tổ bảo đảm, nàng ngược lại là an toàn. Vân Tiêu ôn nhu nói, vậy ngươi nhớ rõ mang nàng tới đảo chơi một thời gian, chúng ta tóm lại vẫn là phải thân cận hơn một chút. Lý Trường Thọ đáp ứng, sau đó chính là trầm mặc một trận, tựa hồ có chút tâm sự. Vân Tiêu lẳng lặng chờ hắn mở miệng, cũng không sẽ hỏi cái gì nhiều. Một lát sau, Vân, nếu như sau khi đại kiếp ta nhất định phải rời đi Hồng Hoang, ngươi có nguyện ý bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi này đi theo ta không? Tất nhiên là nguyện ý, Vân Tiêu nhẹ giọng đáp ứng, như vậy, chúng ta hôn nhau đi. Ngươi, Vân Tiêu đưa tay gõ vào trán Lý Trường Thọ, khuôn mặt có chút phiếm hồng, có chút không chống đỡ được người trong lòng chợt không đứng đắn. Đợi nàng lấy lại tinh thần, đã thấy Lý Trường Thọ đang xuất thần đối với sóng biển, thần quang trong mắt có chút ảm đạm rất nhanh. Lý Trường Thọ ngủ thiếp đi, đủ loại tâm sự tan thành mây khói, tranh thủ lúc rảnh rỗi tận hưởng một lúc. Sự tình Linh Châu Tử chuyển thế tiến triển coi như thuận lợi, ba vị đại lão xiển giáo đi đến địa phủ một chuyến, Thái Ất chân nhân coi như miệng bị phong, toàn bộ hành trình do Hoàng Long chân nhân nói thay. Những chiến tích xuất sắc trong quá khứ của y năm đó cũng là tương đối có tác dụng, uy hiếp một tiếng liền chọn phương Tây. Thánh nhân mạnh yếu có cái gì, việc này lại có thư của Lý Trường Thọ bảo đảm, Diêm Quân tự nhiên sẽ không làm khó. Địa phủ cho đặc cách, cho phép Linh Châu Tử trực tiếp đi luân hồi tháp hóa thành thai linh, tự lựa chọn nhà đầu thai. Đến lúc đó, địa phủ dùng phán quan bút câu sinh tử bộ, phu phụ được tuyển chọn tự nhiên sẽ được thiên đạo an bài, làm tốt chuẩn bị sinh con dưỡng cái, còn lại sẽ do khí vận công đức của bản thân Linh Châu Tử che chở ở phía luân hồi tháp. Địa tạng cũng chỉ là do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Xiển giáo lúc này vẫn là đối tượng kết minh mà Tây Phương giáo đang cố gắng tranh thủ địa tạng, cho dù có ý muốn ngẩng cao đầu đối với Lý Trường Thọ, nói một câu ta không đồng ý, cũng phải chú ý ảnh hưởng của Xiển giáo đối với Tây Phương giáo một đợt này. Lý Trường Thọ tính toán vững vững vàng vàng, vừa không có tham dự quá độ, lại để cho Linh Châu Tử chuyển thế ổn thỏa. Kỳ thật, Lý Trường Thọ vốn còn có kế hoạch, mang Thái Ất chân nhân đi Thánh Mẫu cung cầu kiến nữ oa nương nương, nặn cho Linh Châu Tử một bộ đạo khu hoàn mỹ, nhưng có điều, lúc này Lý Trường Thọ không nên lại đi Thánh Mẫu cung, lần trước thăm dò lòng dạ hắn, lại cảm thấy nữ oa nương nương cố ý che lấp cho hắn một phần bài thi không khó. Thứ hai, chính mình không nên đấu tranh sâu sắc với thiên đạo về sự tình của Na Cha. Na Cha đại khái vẫn là sẽ dùng bảo sen tạo nên hoa sen tiên khu, cho y đạo khu nhân tộc hoàn mỹ cũng là lãng phí. Vẫn là câu kia, đại thế không thể thay đổi, nhưng những việc nhỏ nhặt có thể khống chế thiên đạo cần là sinh lực của xiển giáo, trải qua lưỡi đao của phong thần kiếp nạn, trở thành đại tướng thiên đình sau này. Đại phương hướng này, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không cố gắng thay đổi. Lý Trường Thọ lúc này đã làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì thay đổi bi kịch giữa đôi cha con Lý Tĩnh Na Cha. Này nhìn vào tình huống hiện tại của Lý Tĩnh, Lý Trường Thọ có 90% chắc chắn có thể thay đổi bi kịch như vậy. Trọng tâm tiếp theo là ở chỗ Lý Tĩnh phu nhân, mẫu thân của Kim Cha Mộc Cha. Na Cha tục ngữ có câu, mẹ chiều con hư, một người cha yêu thương và một người mẹ nghiêm khắc, rất dễ dàng làm cha con đạt thành mặt trận thống nhất, từ đó thân cận hơn. Trước đây Lý Trường Thọ đi nhân duyên điện của Nguyệt Lão, cũng không chỉ là an bài nhân duyên cho thiên thần thiên đình, hắn để Nguyệt Lão quấn một ít dây đỏ cho Linh Châu Tử, cũng căn dặn Nguyệt Lão chờ Linh Châu Tử chuyển thế thân qua tuổi 18, liền bắt đầu tìm kiếm thời cơ, dùng tương tư bảo thụ đâm một đâm. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn lấy quan sát đạo lữ Chi Phong Tiên Tông nhân giáo làm cớ, liếc nhìn thiên mệnh nhân duyên của Lý Tĩnh, thực hiện một số sắp xếp không đáng kể. Mà vào lúc bản thể ở chán chê với Vân Tiêu tại Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ lại quyết định lại ổn một tay chờ Lý Tĩnh kiến công lập nghiệp thành tổng binh. Hắn liền để một cỗ đạo nhân giấy lẫn vào Lý phủ, ẩn nấp ở dưới mí mắt của Lý Tĩnh, làm quản gia gia đình Lý phủ gì đó chật tham dự, vừa phải đợi ba tiên xiển giáo trở về từ U Minh giới. Thái Ất phát một phong ngọc phù truyền tin cho Lý Trường Thọ, trong đó phần lớn là lời cảm tạ, nói địa tạng cùng với Tần Nhiễm Vương đều đã đáp ứng việc này. Điều Thái Ất chân nhân phải làm kế tiếp chính là ẩn dưỡng thần hồn của Linh Châu Tử, làm cho thần hồn này
tận khả năng dán vào đại đạo, tăng tiến cảm ngộ đối với đại đạo, từ đó vào sau khi chuyển thế, có được ngộ tính phi phàm. Đối với bồi dưỡng na cha, là từ trong bụng mẹ, không đúng, bắt đầu từ trước khi chuyển thế. An bài xong sự tình Linh Châu Tử, Lý Trường Thọ liền đặt tinh lực tự thân ở Long Tộc, cùng với 3.000 thế giới trời vô thường, lòng không Trường An Long Tộc từ trợ lực thiên đình, trở thành tai họa ngầm của thiên đình bây giờ, trước sau cũng chẳng qua mấy trăm năm mà thôi. Long tộc vốn dĩ ta ngộ Tây Phương giáo áp bách, ở dưới sự dẫn dắt của Lý Trường Thọ bắt lấy cái thang thiên đình này, có thể kéo dài khí vận, kiếm lấy công đức, có đà trung hưng, nhưng nội bộ long tộc mục nát, từ viễn cổ bây giờ đã là thói quen khó sửa lúc này. Mâu thuẫn mặc dù chưa bị kích thích, thiên đình cùng với long cung bình an vô sự, nhưng khi long tộc trời sinh tính cao ngạo này, ý thức được long cung bọn họ đối với thiên đình đã là có cũng được, mà không có cũng không sao, long cung đơn thuần phụ thuộc vào thiên đình, lại chưa từng hưởng qua bất kỳ đặc quyền gì của thiên đình, tâm tính của nhóm long e rằng sẽ trực tiếp mất cân bằng. Thực tế chỉ có hai hậu quả có thể xảy ra, hoặc là long tộc không phục thiên đình, muốn thoát ly thiên đình, như vậy sẽ đánh mất cục diện tốt, đối thanh danh với thiên đình cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hoặc là thiên đình tăng cường khống chế đối với long tộc, dùng trọng hình uy hiếp, bảo hộ long tộc bằng thiên đạo. Theo suy tính của Lý Trường Thọ, cái sau có khả năng khá lớn, dù sao trong nhận biết của Lý Trường Thọ tại kiếp trước, về sau long tộc chỉ là thần hô mưa gọi gió, bình thường là mưa phạm một chút sai lầm, cũng coi như vi phạm thiên quy, sẽ bị thiên đình trách móc nặng nề. Cách duy nhất để phá cục chính là để long tộc tìm được vị trí thích hợp của họ trong hồng hoang thiên địa. Bây giờ nói một cách đơn giản, thức tỉnh long tộc vào trước khi long tộc cùng với thiên đình bộc phát mâu thuẫn, triệt để bóp chết mâu thuẫn ở bên trong long tộc, để long tộc trực diện với rất nhiều tệ nạn của mình, cầu thay đổi cầu sinh thái. Bạch Kim Tinh Lý Trường Thọ vào lúc được thiên đình phong thưởng, liền được Ngọc Đế ban cho biểu tượng sát phạt biến đổi. Lần này Đông Phương Khải Minh sao nhất định sẽ sáng lên tại tứ hải. Nếu phóng qua sự tình long tộc nhìn về phía sau, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ chậm rãi mở ra một bức tranh hoàn mỹ. 33 tầng trời trấn áp hồng hoang thiên địa, phàm nhân sinh hoạt tự tại ở bên trong thiên địa rộng lớn Nam Thiện Bộ Châu, cùng với 3.000 thế giới, 18 tầng địa ngục cùng với lục đạo luân hồi bàn không còn bị ngăn chặn nữa. Tây Phương giáo biến mất, Phật môn bị đạo môn thay xà đổi cột thành công, trở thành phụ tá, lực lượng quan trọng cân đối thiên đình. Bên ngoài 3.000 thế giới do 3 cỗ thế lực thiên đình, Lâm Thiên Điện, Tiên Minh khống chế trên 9 thành đại thiên thế giới, tạo nên Tiên Minh hoặc Lâm Thiên Điện đối lập với thiên đình, cho luyện khí sĩ lựa chọn gia nhập trận doanh khác biệt, đoạn tuyệt khả năng 3.000 Phật quốc sinh ra, chế ước lực lượng Phật môn đạo môn. Ở bên trong phong thần đại kiếp không thể tránh né hao tổn nguyên khí, nhưng tận khả năng bảo lưu lại đạo thừa mà chính mình. Trên miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, thân hình tương dung với tự nhiên, khẽ khẽ thở dài, muốn thoát thân nào có dễ dàng như vậy. Muốn về hưu cũng không thể chỉ nói miệng là được bức tranh này, kỳ thật còn thiếu một bộ phận hạch tâm nhất thánh. Báo bên ngoài Thái Bạch Điện chợt có thiên binh truyền lệnh bước nhanh mà đến, cắt đứt suy nghĩ của Lý Trường Thọ, mở ra đạo nhân giấy, dạo bước đi đến phía trước Thái Bạch Điện. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, có chuyện gì? Bẩm Tinh Quân, Thông Minh Điện Vương đại nhân mệnh thuộc hạ khẩn cấp đưa tới ngọc phù truyền tin này. Vị thiên binh kia bưng một quả ngọc phù, phía trên ngọc phù điêu khắc ấn ký Diêm La Điện, trên đó lại lưu lại thần quang đặc thù của Thông Minh Điện. Hiển nhiên ngọc phù này là do Thông Minh Điện phát tới. Lý Trường Thọ thuận tay tiếp nhận ngọc phù, tiên thức thăm dò vào trong đó, sau khi nhìn thấy chữ viết của Tần Nhiễm Vương trong đó, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt của đạo nhân giấy có chút ngưng trệ, tiếp đó chính là cúi đầu lộ ra một chút ý cười thoải mái. Trong thư đề cập, bên trong lục đạo luân hồi bàn, hồn phách của đạo giả độ tiên môn Tề Nguyên đã một lần nữa ngưng tụ, chỉ đợi ẩn dưỡng cuối cùng liền có thể chuyển thế. Đi thôi, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, vị thiên binh kia cúi đầu trả lời, đứng dậy bước nhanh lui lại. Lý Trường Thọ bưng ngọc phù, lại có chút do dự vào giờ khắc này, hắn không nghĩ phong thần đại kiếp như thế nào nữa, chỉ là đơn thuần đang do dự, lúc chắp tay sau lưng trở về đại điện, bóng lưng ít nhiều có chút vắng vẻ cân đối được thiên đạo, lại như thế nào, chờ chút nữa lại đi nhân duyên điện một chuyến, tìm một mối nhân duyên tốt cho chuyển thế thân của sư phụ. Trước đây sư phụ cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng tu hành cả một đời, cũng chỉ tu thành chọc tiên. Kiếp sau mặc kệ sư phụ có phải Khương Thái Công hay không, có phải Phi Hùng hay không, an bài một chút nhân duyên phàm tục, cũng coi như là đồ đệ hắn báo hiếu. Sau khi nhận được tin tức hồn phách của sư phụ đã thức tỉnh, Lý Trường Thọ lại đợi 16 năm. 16 năm này, Lý Trường Thọ vẫn luôn ép buộc chính mình bận rộn chính vụ thiên đình, bận rộn những bố trí nhỏ trước khi đại kiếp xảy ra. Thậm chí, trong 16 năm này, Lý Trường Thọ hiện thân số lần tại Lăng Tiêu Bảo Điện, số lần vượt qua 320 năm trước. Chuyện này khiến cho Ngọc Đế bệ hạ nghĩ rằng, thiên đình sau đó sẽ gặp phải nguy cơ gì đó, cũng làm cho Mộc Công lo sợ bất an, chỉ sợ một chút việc nhỏ rườm rà thường ngày chính mình có thể làm lúc này, đều bị Thái Bạch Kim Tinh làm, trở thành lão phế công nửa lui nửa dưỡng tại thiên đình thuyên động, tìm cơ hội nói chuyện tâm sự với Lý Trường Thọ, khuyên hắn đừng quá mức chăm chỉ, các vị thần làm việc bên dưới đang chịu áp lực quá lớn. Lý Trường Thọ chỉ là cười khổ vài tiếng, trầm mặc một hồi. Trầm mặc là bữa tiệc nướng tối nay, nhưng lãnh đạo tới quan tâm thuộc hạ hắn này, Lý Trường Thọ cũng thật sự không thể phớt lờ. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, trên khóe miệng mang theo một chút cười khổ, chậm rãi nói, kỳ thật là ta có chút đạo đức giả. Đạo đức giả? Thuyên động cười nói, nếu để cho những đại yêu tiểu yêu yêu tộc táng thân,
ở trong tay ngươi nghe được ngôn ngữ như vậy, bọn hắn quả thực sẽ nhảy ra từ trong quan tài tìm ngươi tính sổ, đến cùng là chuyện ra sao? Gia sư Tề Nguyên Lý Trường Thọ uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, tiếp tục lật tới lật lui xiên thịt trong tay, chỉ có lửa than phàm trần mộc mạc mới có thể đốt ra một loại mùi thơm cho bụi khác. Lý Trường Thọ nói, trước đây hậu thổ nương nương sai người đưa tới tin tức, tàn hồn sư phụ đã khôi phục hoàn toàn ở bên trong lục đạo luân hồi bàn. Đây là chuyện tốt. Thuyền Động cười nói, người trước đây vận dụng nhiều công đức như vậy, còn vì điều này mà giết tiểu thái tử yêu tộc Lục Áp, vốn là được thiên đạo chọn chúng để châm ngòi trong kiếp nạn, cuối cùng may có nữ oa thánh nhân ra tay, tụ hồn phách của Tề Nguyên đạo hữu, bây giờ hồn phách của sư phụ ngươi thức tỉnh, đây vốn là chuyện tốt, vì sao còn muốn mặt ủ mày chau? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nhìn Thuyền Động bên cạnh, cười nói, bệ hạ hẳn là biết được ồ. Thuyền Động nháy mắt mấy cái, sau đó quang minh chính đại bấm ngón tay suy tính, hoàn toàn quên đi lúc này vốn nên là kiếp vận che đậy thiên cơ, thiên đạo không cho phép suy tính, thiên đế rõ ràng là một người có đặc quyền, đây không phải rất tốt sao? Thuyền Động lẩm bẩm nói, bạn đang xem sư huynh sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Thiên đạo sở hiện, sư phụ ngươi, sau khi chuyển thế sẽ còn là nhân vật trọng yếu bên trong đại kiếp lần này, nhân, tiên, thần, ba đạo đều có thành tích, trường canh ngươi thế nhưng là lo lắng, sư phụ của chính mình sẽ trở thành thủ đoạn thiên đạo kiềm chế ngươi. Kỳ thật, có đôi khi ngươi đã nghĩ thiên đạo quá mức thiên hướng về một cái sinh linh rồi, cái gọi là thiên đạo, chính là đại đạo tụ lại, quy tắc sở hiện, mục đích duy nhất chính là thiên địa an ổn. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào một cái, cười nói, đa tạ bệ hạ điểm tỉnh. Thuyền Động lập tức cười đến híp cả mắt, chẳng qua, tiểu thần là đang phiền lòng chuyện khác. Lý Trường Thọ thở dài, ta đi chuyến này, sư phụ liền sẽ chuyển thế. Thuyền Động nháy mắt mấy cái, thoáng có chút không rõ, trước đây thánh mẫu nương nương có lời, sư phụ sau khi chuyển thế, cùng ta sẽ không còn liên lụy, đây là điều kiện nàng xuất thủ cứu sư phụ, ta đã đáp ứng thánh mẫu nương nương, liền sẽ không nuốt lời. Sư phụ sau khi chuyển thế, liền không có bất luận liên quan gì với ta, những gì ta có thể đền đáp cho sư phụ chỉ là lần cơ hội chuyển thế này, mà thôi, 16 năm qua này, mỗi lần nghĩ đến, đối với cha mẹ không có cách nào báo hiếu, đối với sư phụ cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn sư phụ rời đi, dưới đáy lòng thật sự có chút cảm giác khó chịu, ai? Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài. Thuyền Động cẩn thận nghĩ nghĩ, cầm lấy vò rượu một bên, đưa cho Lý Trường Thọ, tất cả đều ở trong rượu. Ngày hôm nay ta và ngươi liền uống say sưa, quên hết ưu phiền trong tam giới. Lý Trường Thọ mỉm cười cầm vò rượu, đụng đụng với Thuyền Động, hai hóa thân uống không say không nghỉ, đạo nhân giấy cũng đều uống ướt. Lại 3 tháng sau, Lý Trường Thọ cuối cùng, cũng không có cách nào chỉ hoãn sư phụ, tóm lại là phải đi chuyển thế, ngâm mình trong bảo trì mãi cũng không được đối với sư phụ, mà nói đây đúng là chuyện tốt, chính mình cũng không thể bởi vì áy náy trong lòng, trở ngại con đường tươi sáng phía trước của sư phụ, nên tất cả an bài đã được đưa ra, phát giác được Linh Nga, tựa như đã sắp xuất quan, Lý Trường Thọ liền định ngày đi lục đạo luân hồi bàn là ngày Linh Nga, xuất quan để Nga cũng đi tiễn sư phụ đoạn đường cuối cùng. Ngày hôm đó, đạo vận quanh người Linh Nga bình tĩnh lại, dừng lại ở trong dư vận ngộ đạo. Lý Trường Thọ chủ động đánh thức nàng từ trong bế quan, bảo nàng thay một bộ váy áo mộc mạc, lát nữa cùng nhau ra ngoài váy áo mộc mạc. Linh Nga còn có chút mông lung nghiêng đầu, sau đó hiểu ra điều gì đó, sư huynh hẳn là muốn dẫn nàng đi bái phỏng một ít đại năng cao thủ, chính thức mang nàng tiến vào vòng tròn của sư huynh. Quả nhiên, sau khi trở thành kim tiên, thái độ của sư huynh đối với chính mình lập tức có chuyển biến cực lớn, ngủ huynh kế ngàn năm, rốt cuộc cũng nghênh đón ánh rạng đông. Nghĩ tới đây, Linh Nga nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay che khuôn mặt nhỏ, quay người ôm chăn mỏng lăn lộn một hồi ở trên giường Lý Trường Thọ ở ngoài cửa. Tiểu kim tiên này, thật sự không ổn trọng, nhưng mà, Lý Trường Thọ vạn lần không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay không ổn trọng nhất, thuộc về Ngọc Đế bệ hạ. Một canh giờ sau, Linh Nga rốt cuộc cũng trang điểm xong, nàng mặc một bộ váy hoa màu xanh nền trắng, chải mái tóc dài ra sau thái dương, đeo chiếc kẹp tóc bằng ngọc mà năm đó Vân Tiêu đã tặng cho nàng, tay cầm một lãng hoa do sư huynh làm Linh Nga, cũng buộc một dây lụa mây lơ lửng quanh cổ tay, coi như đứng yên bất động, dây lụa cũng phiêu động một chút lưu quang, sẽ không để cho nàng đến mức bị bỏ qua trong tiềm thức. Đương nhiên, những lo lắng của Linh Nga là hoàn toàn vô nghĩa. Sau khi bước vào kim tiên cảnh, tiểu sư muội trước đây đã xem như thanh tú trung tuệ, càng là có một loại bay vọt về chất nào đó. Đôi mắt kia tươi đẹp động lòng người, khóe mắt mang theo một chút vũ mị vừa đúng, khoảng cách giữa chóp mũi và môi trên giường như được nữ oa dày công điêu khắc, đẹp đến mức không có chút sai lầm nào. Tư thái của nàng càng thêm tiêm tú, vòng eo dù chưa khoa trương đến không đến một nắm, nhưng cũng mảnh như liễu lục bình. Khi nàng bay ra khỏi mật thất dưới đất, tản đi, yên độn thuật, thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Thọ, thọ cũng đều có chút ít kinh ngạc. Đi thôi, Lý Trường Thọ ôn hòa nói một câu, điểm ra một đóa mây trắng, lưu lại cho Linh Nga vị trí nửa bên. Linh Nga điểm nhẹ mũi chân nhảy tới, nhu thuận đáp ứng một tiếng, vô thức đứng bên rìa mây trắng. Sau đó, nàng nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ước pháp tam chương của chúng ta kia, còn đến đây đi. Lý Trường Thọ hơi khẽ nâng lên tay trái, Linh Nga hé miệng cười khẽ, mừng khấp khởi ôm lấy cánh tay sư huynh. Mây trắng bay ra Tiểu Quỳnh Phong, chính là bay ra Thái Bạch Cung, một đường hướng về Đông Thiên Môn để vào lúc mang theo Linh Nga ra ngoài, không đến mức bị người hoài nghi nhân phẩm của Thái Bạch Kim Tinh hắn. Lý Trường Thọ cố ý không dùng hình tượng lão thần tiên,
mà là duy trì khuôn mặt thanh niên đạo giả. Linh Nga cũng không hỏi sư huynh muốn dẫn chính mình đi làm cái gì, giờ phút này đang đắm chìm ở bên trong vui vẻ ước pháp tam chương của sư huynh hết hiệu lực, chỉ hít mắt cười khẽ, thỉnh thoảng hắc 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 hừm, còn không phải bị nàng chinh phục. Sư huynh muội chuẩn bị rời khỏi Đông Thiên Môn, phía sau lại truyền đến một tiếng la lên, lại là Kim Bằng điểu dương cánh mà tới, lão sư. Lý Trường Thọ dừng lại đám mây, ra hiệu Linh Nga sắp treo ở cánh tay mình ngoan ngoãn đứng vững, quay người chờ Kim Bằng bay đến. Sao? Ngươi không lãnh binh ở bên trong 3000 thế giới, vì sao lại đột nhiên trở về rồi? Lão sư Kim Bằng ôm quyền nói, Ngọc Đế bệ hạ vừa mới hạ chỉ gọi đệ tử trở về, nói là lão sư gần đây tâm tình không tốt, để đệ tử làm bạn bên người lão sư nhiều hơn. Lý Trường Thọ cười khẽ, vái chào một cái đối với phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, cười nói, làm bệ hạ phí tâm, vậy cũng tốt, có ngươi đi đến địa phủ sẽ càng mau hơn một chút. Kim Bằng lại nói, lão sư, Ngọc Đế bệ hạ mấy tháng trước liền mệnh ngự mã dám chuẩn bị tốt xa liễn nghi trượng, nói là đợi ngài đi ra ngoài dùng. Lời nói vừa dứt, ở chân trời ngựa hí rền vang, một dải hào quang chậm chạp bay về hướng nơi đây. Lý Trường Thọ có chút co quắp khóe miệng, nhưng cũng không cự tuyệt mỹ ý của Ngọc Đế bệ hạ, đợi xa liễn tới liền dẫn Linh Nga ngồi ở trên xe mui trần. Ở phía trước xa liễn có 8 đầu giao long kim quang dị chủng kéo, bên cạnh có 300 tinh nhuệ thiên binh hộ vệ, càng có 6000 thiên binh chờ ở bên ngoài Đông Thiên Môn. Hộ vệ nghi trận của Thái Bạch Tinh Quân tiếng trống, tiếng kèn thiên uy, quân uy, một số lớn nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến đến U Minh giới, hấp dẫn đạo đạo ánh mắt trong ngoài thiên đình. Đông Hải Đông Châu tâm cảnh của Lý Trường Thọ ngược lại bởi vậy mà thoải mái một chút, không còn phiền muộn như trước đó. 3 ngày sau, nghi trượng thiên đình cuối cùng cũng chạy tới địa phủ U Minh bên trong Phong Đô thành, răng đèn kết hoa, oan hồn lệ quỷ ở các nơi đều bị lâm thời bắt giữ hoặc là xua đuổi, khiến cho đệ nhất đại thành âm phủ rất sáng sủa. Nhị nguyên soái Ngưu Đầu Mã Diện đã sớm ra hùng quan nghênh đón, hành lễ bên ngoài xa liễn, liền đứng trái phải bảo vệ các cao thủ vu tộc địa phủ, xếp hàng trên đường nghênh đón. 10 vị diêm quân cũng đã đến trước cổng thành. Vào sau khi Lý Trường Thọ xuống xa liễn, đi về phía trước với một chàng cười, ha 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 ha, hỏi han ân cần, hàn huyên một hồi. Đây cũng là hệ sinh thái của thiên đình bây giờ. Lý Trường Thọ mệnh Kim Bằng cùng với binh mã thiên đình chờ ở ngoài thành, đừng có quấy rầy quỷ hồn trong thành, lại để cho Linh Nga hành lễ đối với 10 vị diêm quân, xưng hô một tiếng tiền bối. Chúng diêm quân phán án thẩm quỷ đều là người trong nghề, đánh nhau mắng chửi người cũng là không yếu, bắt yêu săn ma càng là nghề cũ, nhưng tán dương mỹ mạo của tiên tử, lật qua lật lại chính là vài câu kia. Ai nha, Linh Nga tiên tử nhiều năm không gặp, lại đẹp lên. Thật đẹp. Ông trời tác hợp cho, ông trời tác hợp cho, sớm sinh quý tử, ha 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 ha. Khuôn mặt Linh Nga tràn đầy đỏ bừng, tránh sau lưng Lý Trường Thọ không dám thò đầu ra. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng vài tiếng ra mặt của hắn, tự nhiên là không thể nào bị loại trêu chọc cấp thấp này nói đỏ vào. Tới Phong Đô thành, đi đến Lục Đạo Luân Hồi bàn, Thái Bạch Tinh Quân đồng hành với Diêm Quân thập điện, thị sát vệ sinh quảng trường Phong Đô thành, hỏi han vấn đề hiệu suất xử lý oan hồn. Chỉ ra 18 tầng địa ngục nhất định phải luôn chuẩn bị sự tình phong cấm, phòng ngừa có quỷ tà chạy tới thế gian làm loạn. Đợi Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga tiến vào luân hồi bàn, 10 vị diêm quân bèn nhìn nhau cười, chỉ có Tần Nhiễm Vương cùng với Sở Giang Vương chờ đợi ở đây, còn lại 8 vị chạy về các nơi diêm điện làm việc. Nhưng mà 8 vị diêm quân chân trước vừa đi, Tần Nhiễm Vương nhướng mày, tâm thần tựa như có cảm giác y quay người từ luân hồi tiên đảo, hai mắt phun ra ô mang nhìn về phía hướng cửa thành Phong Đô thành, lập tức lấy làm kinh hãi. Ở nơi đó có một vị tướng lĩnh thiên đình, thân mang chiến giáp chậm rãi ung dung đi tới, đánh giá trái phải kiến trúc thấp bé Phong Đô thành, bên miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ngọc ngọc đế bệ hạ. Tần Nhiễm Vương nghẹn ngào hô một câu. Sở Giang Vương đang chống nạnh móc lỗ tai bên cạnh cười nói, đại ca ngươi nói cái gì thế? Cái gì ngọc đế chứ? Ngọc đế là thứ đồ chơi gì? Hỗn trướng. Bốp phốc xịt, Tần Nhiễm Vương đưa tay đánh Sở Giang Vương một bàn tay, vừa vặn đánh vào khuỷu tay Sở Giang Vương đang móc tai, ngón tay kia lập tức đâm vào tai, một dòng máu đen vu tộc phun ra. Tần Nhiễm Vương hạ giọng mắng một câu, đó là hóa thân của Ngọc Đế bệ hạ. Sở Giang Vương nháy mắt mấy cái, cầm một cái khăn tay lau lỗ tai, trừng mắt nhìn thanh niên tướng lĩnh trên đường phố Phong Đô thành kia, nấc lên một tiếng tổn thương. Chỉ là tai, cũng không phải chủ yếu hại gì, nhanh, ta đi mời Ngọc Đế bệ hạ tới Diêm La điện, ngươi nhanh gọi các huynh đệ tập hợp lại, gọi toàn bộ phán quan quỷ tướng tới. Tần Nhiễm Vương sốt ruột hạ lệnh, Sở Giang Vương đáp ứng một tiếng quay đầu chạy. Không bao lâu, Phong Đô thành liền xuất hiện một chút rối loạn, khắp nơi tràn ngập không khí khẩn trương. Cùng lúc đó, ở bên trong Lục Đạo Luân Hồi bàn, biết lần này ra ngoài là tới địa phủ, Linh Nga lập tức hiểu ra dụng ý sư huynh yêu cầu nàng váy áo mộc mặc bái tế sư phụ, cho nên khi nàng đi theo sư huynh tiến vào bên trong tiểu thế giới luân hồi bàn, bay đến phía trước bảo trì trong góc, không cần sư huynh chào hỏi, Linh Nga đã lấy ra bộ bái tế 5 kiện trái cây rượu thịt, lư hương cắm nến, chậu đồng hóa vàng mã, một vài tiểu tiên tử bằng giấy và một chiếc khăn tay. Lý Trường Thọ còn chưa kịp mở miệng, Linh Nga đã ấp ủ tốt cảm xúc, dùng khăn tay lau khóe mắt, thê lương nói, sư phụ, ngươi chết thật là thảm. Lý Trường Thọ khục. Bên trong bảo trì truyền đến một tiếng ho khan, Linh Nga sững sờ, trong nháy mắt chỉ thấy hư ảnh một vị lão đạo chậm rãi dài
ra từ bên trong bảo trì, đứng đối diện nàng lộ ra nụ cười hiền lành. Ai, ngươi khóc như vậy, vi sư thật xấu hổ, sư phụ. Linh Nga reo hò một tiếng, đứng dậy liền muốn nhảy tới, nhưng lại phát giác ra bên trong bảo trì còn có tàn hồn khác đang tu bổ, vội vàng dừng thân hình, nước mắt chảy ra từ trong mắt, ngài vẫn còn sống làm sao? Tề Nguyên lão đạo ra vẻ tức giận, vi sư sống làm chậm trễ ngươi cùng với sư huynh ngươi rồi. Không phải không phải, ai nha, đệ tử là vui vẻ. Linh Nga cúi đầu vái chào một cái, cười nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Trường Thọ cũng ở một bên vái chào một cái thật sâu, cười nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Ai, tốt, tốt. Tề Nguyên lão đạo đưa tay hư đỡ, hồn phách bay ra từ bên trong bảo trì, quanh người tung bay đạo đạo tiên quang, trong đó xen lẫn không ít công đức. Lão nói, tàn hồn vi sư có thể đoàn tụ, hoàn toàn nhờ sư huynh ngươi khẩn cầu thánh nhân. Nói thật, vi sư hổ thẹn, không truyền thụ cho các ngươi bao nhiêu bản lãnh, ngược lại là làm cho Trường Thọ hao hết tâm tư, lại là hộ mệnh, lại là tụ hồn. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, nếu không phải sư phụ cho đệ tử nền tảng đầu tiên, đệ tử chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, lúc này đã là một đống xương cốt, chôn ở nơi hoang dã. Linh Nga tiến về phía trước định nắm lấy cánh tay của sư phụ, lại phát hiện ra chính mình bị tiên quang quanh người sư phụ ngăn cách. Lý Trường Thọ thấy thế, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, lại trấn tác tinh thần, nghĩ cách làm cho sư phụ cười nhiều một chút trước khi đi chuyển thế đầu thai. Tề Nguyên cười nói, trước đây đại đức hậu thổ nương nương đã nói qua với vi sư, sau khi ngươi tới, vi sư liền đi đầu thai chuyển thế. Trường Thọ, Linh Nga, bồi vi sư đi các nơi một chút, vi sư có nhiều chuyện muốn nói đối với các ngươi, cũng không biết nói từ chỗ nào. Lý Trường Thọ thấp giọng đáp ứng, đi theo phía sau Tề Nguyên lão đạo tiến về phía trước. Linh Nga nhếch miệng nhỏ, cúi đầu xoa xoa nước mắt, lại mang theo vài phần ý cười hì hì. Sư phụ ngươi đoán xem, nhị đệ tử của ngươi hiện tại là đạo hạnh gì? Tề Nguyên lão đạo cười nói, đây còn có thể là đạo hạnh gì? Luôn không có khả năng ở trong 5 tháng ngắn như vậy liền tu thành kim tiên chứ. Nhìn này, Linh Nga chống nạnh lộ ra đạo vận tự thân, đắc ý cười khẽ một hồi. Tề Nguyên lão đạo không khỏi lộ ra ý cười, hòa ái đạo cảnh của nhị đệ tử quá cao, lão không cảm ngộ ra cụ thể. Tề Nguyên lão đạo cười nói, vi sư không biết có tài đức gì, đời này chẳng làm nên trò trống gì, lại thu được đồ đệ khó lường. Trường Thọ, hậu thổ nương nương trước đây nói qua, ngươi bây giờ đã là chính thần nhị giai thiên đình, thái bạch tinh quân, danh sách thiên đạo bài vị trước 10. Những cái này vi sư kỳ thật không hiểu nhiều, nhưng biết ngươi bản lĩnh lớn, bản lãnh cao, cũng là có chút đắc ý. Chỉ là Trường Thọ, có một việc ngươi phải nhớ kỹ, sư phụ ngài cứ nói. Lý Trường Thọ cúi đầu nghe răn. Tề Nguyên lão đạo lộ vẻ mặt nghiêm mặt, chậm rãi nói, vi sư biết tính tình của ngươi cũng không nhát gan, chỉ là sợ chết, đây là sinh linh thường tình, chỉ chẳng qua ngươi mỗi ngày treo nó ở ngoài miệng, vi sư chỉ là một vị chọc tiên nho nhỏ bên trong thiên địa, không có tầm mắt gì, cũng không có kiến thức gì, nhưng ngươi vẫn luôn là vi sư bồi dưỡng lớn lên, vi sư đối với ngươi còn có một phần trách nhiệm làm sư phụ, những lời này là nhất định phải nói. Đến vị trí như ngươi bây giờ, liền không thể chỉ nghĩ cho chính mình, ngươi là thần tiên trọng yếu thiên đình, nắm trong tay quyền sinh sát vô số sinh linh, còn giống như là người chủ kiếp phong thần đại kiếp, ngươi phải suy nghĩ, phải làm gì đó cho thiên hạ thương sinh, vì sinh linh tam giới, không cần mưu đồ thanh danh gì, cũng có thể tao ngộ một ít hiểu lầm, nhưng ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm, đồng thời cũng nhất định phải xứng đáng vị trí và quyền hành hiện tại của ngươi. Đệ tử nhớ kỹ. Lý Trường Thọ cười đáp ứng một tiếng. Linh Nga ở một bên nhỏ giọng nói, bạn đang xem sư huynh a. Sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Sư phụ, hiện nay trật tự thiên đình hơn phân nửa đều là do sư huynh quy hoạch và đề xướng, sư huynh đã làm rất nhiều chuyện vì thương sinh, phải không? Trong mắt Tề Nguyên mang theo vài phần sáng ngời, nhìn thanh niên trước mặt. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói, dù sao cũng không ảnh hưởng đến an nguy tính mạng của ta, liền thuận thế mà làm. Vậy là tốt rồi, ai, vậy là tốt rồi. Tề Nguyên lão đạo hài lòng cười cười, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tới phía trước, đi vài bước lại hỏi, Vũ Thi sư muội, có mạnh khỏe? Vũ Thi sư thúc ở lại độ tiên môn tu hành. Lý Trường Thọ nói, đệ tử từng mời nàng đi thiên đình, nàng có chút không muốn, sư phụ ngài yên tâm, độ tiên môn hiện tại có thiên binh bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì. Vậy là tốt rồi. Tề Nguyên cười nói, vi sư đời này phụ sư bá của các ngươi, vốn nghĩ có thể tìm được chuyển thế thân của nàng, lại không nghĩ rằng hoa tuy nở lại không giống cánh, đại khái đây chính là lý lẽ chuyển thế. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, vừa mới định nói chuyện, Tề Nguyên lại nói, vi sư sau khi chuyển thế chính là không còn nhân quả với kiếp trước, các ngươi tu hành cho tốt, biết vi sư đã chuyển thế liền không cần mong nhớ nhiều, cũng không cần đến nhìn ta, càng không cần hao tâm tổn trí dẫn ta tu hành. Trường Thọ, ngươi đã vì vi sư làm quá nhiều rồi, vi sư trung quy là không muốn bị đệ tử chiếu cố như vậy. Linh Nga vành mắt đỏ lên, mếu máo hô, sư phụ, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, vi sư có thể chuyển thế đã là thiên đại phúc phận, đây là chuyện tốt. Tề Nguyên chủ động đưa tay, lại không cầm được tay của Linh Nga, Linh Nga liền vội vàng giơ tay lên, đi theo bàn tay của sư phụ lão đạo này đem tay nhỏ của Linh Nga, đặt ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trường Thọ, sư muội ngươi từ nhỏ, đối với ngươi chính là mối tình thắm thiết, ngươi dạy sư muội ngươi nhiều như vậy, cũng là muốn để nàng có thể ở bên ngươi lâu dài. Vi sư biết ngươi và đại năng như Vân Tiêu tiên tử có đạo lữ chi tình,
nhưng ngươi cũng nhớ rõ, chớ có lạnh nhạt cô phụ Linh Nga, đây coi như là yêu cầu cuối cùng của vi sư đối với ngươi. Sư phụ, Lý Trường Thọ giật giật bờ môi muốn nói chuyện, nhưng tiếng nói nghẹn ngào, chỉ có thể cầm thật chặt bàn tay Linh Nga. Tể Nguyên yên lòng nhẹ nhàng thở ra, lại vỗ vỗ mu bàn tay của Lý Trường Thọ, nói, đi đi, các ngươi cứ đợi ở đây, đừng nên nhìn vi sư vào luân hồi bàn, đừng có thương cảm, cũng đừng có mong nhớ nhiều, luyện khí sĩ chúng ta, siêu thoát khó cầu, tiêu sái khách khí. Nói xong, Tề Nguyên lão đạo khoát khoát tay, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi về phía sương mù cách đó không xa, trong miệng thấp giọng ngâm tụng mênh mông một thế chọc tiên quả, tầm thường ngàn năm chớ ưu sầu, đạo tâm không thay đổi trường sinh chí, để linh hồn này đi đến cùng một tia kim quang chiếu xuống, chuyển đi hồn phách lão đạo ra bên ngoài lục đạo luân hồi bàn. Lý Trường Thọ đột nhiên gục xuống, hắn ngẩng đầu hít vào một hơi, khí tức không ngừng run rẩy, khóe mắt có nước mắt, nhưng rất nhanh bị hắn cấp tốc làm cho bốc hơi. Hắn là cao thủ nhân giáo, quyền thần thiên đình, thứ 10 danh sách thiên đạo. Chậm rãi quỳ xuống, Lý Trường Thọ phủ phục xuống đối với phương hướng lão đạo kia rời đi, tiểu gia hỏa, có muốn đi theo bần đạo học tiên thuật không? Có thể trường sinh bất lão, tiêu giao thiên địa. Sư huynh, ngươi thật sự không muốn đến nhìn sao? Ngươi đi tiễn sư phụ là được. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ mặc dù không cho chúng ta đi, nhưng cũng sẽ không thật của trách ngươi. Ở bên trong lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ sau khi đứng dậy biểu tình liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt bình tĩnh, mảy may không nhìn ra nửa phần dị dạng. Linh Nga khẽ cắn môi, muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là khẽ thở dài, quay người đi về phía trước hai bước, một vệt kim quang tiếp nàng ra khỏi lục đạo luân hồi bàn, chợt nghe được nửa tiếng than nhẹ, bên người Lý Trường Thọ nhiều thêm hai đạo tiên quang. Hai đạo tiên quang này truy đuổi quấn quanh lẫn nhau, hóa thành thân ảnh đại đức hậu thổ thân mang váy mây cổ, ánh mắt mang theo mấy phần hiền lành ôn nhu như là đất mẹ, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Không đi tiễn đoạn đường cuối cùng sao? Hậu thổ nương nương nhẹ giọng hỏi, hai tay chắp ở trước người, nhìn chăm chú thanh niên đạo giả trước mắt này, tiễn hay không tiễn, cũng đều là như vậy, cũng không thay đổi được cái gì. Lý Trường Thọ vái chào một cái đối với hậu thổ nương nương, chậm rãi thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh bảo trì, thoáng có chút xuất thần. Đại đức hậu thổ lặng lặng đứng ở một bên, tự thân phảng phất hư ảo, không tồn tại ở nơi đây, không tồn tại ở giữa thế gian, giống như một bức tranh lập thể trầm mặc không biết bao lâu. Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi, ý chí bàn cổ thần lưu lại khi nào mới có thể động? Hậu thổ tựa như không nghĩ tới Lý Trường Thọ lại đột nhiên hỏi câu này, kinh ngạc trong mắt thoáng một cái đã qua, làm sao lại đột nhiên hỏi tới việc này. Lý Trường Thọ thu hồi ánh mắt, mang theo một chút mỉm cười, lạnh nhạt nói, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, sư phụ đi chuyến này, phong thần đại kiếp xác nhận sẽ toàn diện thúc đẩy, ta sợ đến lúc đó, tại thời khắc đại kiếp mấu chốt đột nhiên phân tâm. Hậu thổ lại là trầm mặc một hồi lâu, mới nói, đối với chuyện này, ngươi có biết cái gì hay không? Một ít, không nhiều. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, theo những gì ta hiểu về thiên đạo, nguyên sơ hẳn là ý chí sau cùng của bàn cổ thần, cộng minh cùng với đại đạo đản sinh ra sinh linh giữ gìn thiên địa ổn định, nhưng có mấy điểm ta không quá sáng tỏ, nương nương có thể giải đáp cho ta hay không? Ừm. Hậu thổ nương nương chậm rãi đến gần mấy bước, vén vạt váy ngồi ở bên ngoài một trượng. Vào giờ phút này, khí chất của vị đại đức hậu thổ này có chút mâu thuẫn, giống như một vị thiếu nữ không dành thế sự, lại như một vị trí giả đã nhìn hết tang thương. Nàng nói, nếu có thể nói cho ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, dù sao cũng là ngươi ta về từ bên trong trầm luân, ta thiếu ngươi một phần nhân quả, ân tình lớn lao. Lý Trường Thọ cũng không có khách khí, nói thẳng, lục đạo luân hồi bàn là một bộ phận của thiên đạo, nơi đây hẳn là cũng nằm trong ánh nhìn chăm chú của thiên đạo, có thể cũng có thể không. Phải. Hậu thổ nương nương ôn nhu nói, lục đạo luân hồi bàn là đạo biến của ta thành, thiên đạo không có cách nào ăn mòn ý chí của ta, nhưng ta cần tuân theo ước thúc của thiên đạo đối với luân hồi, như thế lục đạo luân hồi bàn mới có thể thông qua thiên đạo nối tiếp 3000 thế giới, các nơi hồng hoang. Trong lời nói, hậu thổ nhẹ nhàng điểm ngón tay nhỏ nhắn một cái, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ liền vang lên tiếng khẽ gọi của hậu thổ. Nói chuyện ở đây, thiên đạo liền không có cách nào dò xét. Lý Trường Thọ khẽ khẽ thở dài, trong đáy lòng hậu thổ hỏi trong đáy lòng hắn, ngươi đang trách thiên đạo sao? Lại hoặc là nói, cất hận y đối với thiên đạo? Không trách. Lý Trường Thọ nói, thiên đạo dù sao cũng không phải sinh linh gì, cừu hận nhất định phải có chủ thể đối ứng, hơn nữa nói đến cùng, việc này cũng chẳng qua là tạo vật trêu người mà thôi. Kỳ thật ngươi có thể xem thiên đạo như sinh linh. Trong mắt hậu thổ nương nương xẹt qua mấy phần do dự, khẽ cười nói, đạo của ngươi vừa vặn có thể bổ toàn thiếu hụt của thiên đạo, đây đại khái là nguyên nhân lão sư cùng với Thái Thanh sư huynh vô cùng coi trọng ngươi. Ta không thể yêu cầu ngươi làm ra nỗ lực cùng với kính dâng gì, nhưng nếu như có thể, ở giữa sinh linh cùng với thiên đạo, ở giữa tiêu giao cùng với trói buộc, cần đạo cân đối ấy. Lý Trường Thọ cười nói, tiêu giao mà nương nương nói đến, hồng hoang có tồn tại tiêu giao tuyệt đối hay không? Hậu thổ nương nương ôn nhu nói, chuyện này tùy ngươi lĩnh ngộ như thế nào. Lão sư có thể coi là tiêu giao, nhưng tự thân đã không có cách nào thoát ly hồng hoang, không có cách nào chia cắt với thiên đạo, ngược lại là bị trói buộc ở bên trong thiên địa, tồn tại xa xưa giống như lão sư, đạo cảnh đỉnh điểm sinh linh, bị ràng buộc ở giữa thiên địa, không có cách nào ngao du tại hỗn độn hải, vốn là một loại hành hạ. Thái Thanh sư huynh cũng xưng là tiêu giao, tùy thời có thể rời đi hồng hoang, bỏ qua vị trí thánh nhân, nhưng y bị bàn cổ thần ảnh hưởng,
Tuân theo lý niệm hộ vệ thiên địa, lại tiếp nhận Hồng Mông tử khí khống chế. Khống chế là ta dùng từ có chút không đúng trên khóe miệng hậu thổ, nương nương mang theo vài phần mỉm cười rõ ràng là cố ý dùng từ như vậy. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, cười nói, nương nương kỳ thật mới là thật sự tiêu dao, thiên đạo không có cách nào ảnh hưởng ngươi, thánh nhân kính ngươi ba phần, không chịu câu thúc ở trong phiến thiên địa này, tiêu dao sao? Hậu thổ nhìn các nơi, nhẹ nhàng ôm khuỷu tay của mình, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôn nhu nói, kỳ thật cũng sẽ có chút nhàm chán. Lý Trường Thọ cười cười, cũng không nói thêm cái gì, hắn đã đạt được tin tức mình muốn, đó là mấy chữ kia ăn mòn, khống chế, xem như sinh linh đột nhiên, tiểu thiên địa bên trong lục đạo luân hồi bàn bắt đầu rung động, tiên quang các nơi lay động. Lý Trường Thọ đang định đứng dậy, hậu thổ nương nương lại ra hiệu hắn không cần để ý, bàn tay trắng nõn hóa ra tiên vân, mở ra một mặt vân kính, hiển lộ ra một thông lộ tràn đầy màu sắc. Thân ảnh Tề Nguyên lão đạo bay qua, từ thông lộ này, bộ dáng của lão đạo bắt đầu dần dần biến mất, dần dần hóa thành trung niên đạo giả, thanh niên đạo giả, thiếu niên, hài đồng, cuối cùng hóa thành bộ dáng thai linh, lại hóa thành điểm sáng lớn chừng hạt đậu, chui vào bên trong vòng xoáy cuối thông lộ đầy màu sắc. Hình ảnh nhất chuyển, sấm chớp nổi lên tại phong đô thành luân hồi tiên đảo, một chùm sáng xuyên thấu tầng tầng hắc vụ trên không u minh giới, tan biến tại hư vô. Phía trên lục đạo luân hồi bàn hiển lộ ra dị tượng phi hùng, đạo đạo tử sắc thần lôi hóa thành thương long bạch hổ gầm thét. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, tiếng sấm nổi lên trong bầu trời quang đãng, bên trong một nhà quý tộc trong thành lớn càng là cuồng phong gào thét, phong vũ lôi điện cùng vang lên, tẩu thú sâu kiến đều hoảng sợ. Một tiếng anh hài khóc nỉ non vang vọng u minh giới, dị tượng các nơi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quỷ hồn u minh giới nhìn chăm chú vào nơi luân hồi, trong mắt cháy lên ngọn lửa hướng tới trong thiên đình. Kim trụ phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện lấp lóe quang mang, đột nhiên bắt đầu phi tốc chuyển động, nhưng cũng không có tên ai. Hiển lộ Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn đỉnh điện, khẽ cười một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, tất nhiên là vội vàng dùng hóa thân gây sự. Chẳng qua chỉ chốc lát, trên 9 tầng trời lại có tiếng sấm vang lên. Lý Trường Thọ từng dùng bí pháp vọng khí thấy thanh đại kiếp kiếm trôi nổi ở trên hồng hoang thiên địa kia, chậm rãi chìm xuống phía dưới một đoạn, mũi kiếm cơ hồ đặt ở quốc gia Thương Quốc. Sinh linh rất bực bội, tu giả nhiều bất an ở bên trong Thái Thanh Quan. Lão giả khô gầy kia hơi mở mí mắt, nhẹ nhàng thở dài. Tại Tam Thanh tiểu viện sau Ngọc Hư Cung, Nam Cực Tiên Ông thấp giọng lĩnh mệnh, xoay người đi tìm Bạch Hạc Đồng Nhi. Đạo giả phía dưới tàng cây lại là không ngừng bấm ngón tay, chân mày hơi nhíu lại, ý cười bên miệng dần dần thu liễm. Nam Châu, bên trên bậc thang Bạch Ngọc Bích Du Cung, thanh niên đạo giả dựa nghiêng ở bên trên bậc thang cười khẽ, trong mắt xẹt qua mấy phần lơ đễnh, ánh mắt tiếp tục rơi vào bên trên chuông nhỏ. Bên cạnh đồng dạng, Thông Thiên giáo chủ cũng bắt đầu bấm ngón tay suy tính, lông mày cũng là nhíu chặt một hồi, lẩm bẩm nói, thế tục, vương triều nhân tộc thay đổi. Đối ứng với phong thần đại kiếp tam giáo, lấy thần thuộc của nhân hoàng, lấp đầy chỗ trống chính thần thiên đình. Chuyện này, thật đúng là có chút ý tứ. Tại Linh Sơn, bí cảnh hai vị lão đạo từng người mở hai mắt ra, một tiếng sư huynh, một tiếng không cần, sau đó từng người yên lặng xuống, nhắm mắt không nói. Ở bên trong lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ đứng dậy, như là buông xuống một bầu tâm sự, cả người thư thái không ít. Hắn không phải đàn bà, nên buông xuống coi như, buông xuống đại đạo cân đối của Lý Trường Thọ ở trong quan hệ giữa thiên đạo cùng với sinh linh, khám phá cách sinh vật sinh tồn trong thiên địa, và làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của thiên địa đến bản thân. Trái lại, thiên đạo lại chỉ dùng sư phụ của mình, cân đối đại kiếp. Đạo lý rất đơn giản, phía Tiệt giáo, có Vân Tiêu, mà sư phụ của chính mình sau khi chuyển thế đầu thai, đại khái là sẽ bị xiển giáo lấy đi. Thiên đạo cho hắn một bài học sinh động về cân bằng, thù này hắn nhớ kỹ, biện pháp phá cục đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, cũng không cần phải quá mức xoắn suýt ở đây. Trận đánh cờ này, chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Trường Thọ quay người vái chào một cái đối với hậu thổ nương nương, vừa định lên tiếng cáo từ, hậu thổ nương nương nói, Trường Canh, có một chuyện ngươi có thể tấu thỉnh Ngọc Đế hoặc là lão sư hay không? Nương nương phân phó vừa rồi thiên đạo sở hiện, sát kiếp sau cùng, e là muốn đứng ở Nam Thiệm Bộ Châu, thế tục nhân tộc. Bên trong đôi mi thanh tú của hậu thổ nương nương mang theo vài phần sầu lo, phong thần sát kiếp nếu chỉ là nhằm vào đạo môn cùng với Tây Phương giáo, có thể hay không ước thúc tiên nhân tam giáo, đừng có lạm sát kẻ vô tội tại thế tục. Phàm nhân tử thương trăm vạn, lực lượng ngàn vạn sinh linh biến mất, cũng kém xa một vị đại năng thượng cổ. Viễn cổ vẫn là kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.